Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio Hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Kẻ lừa đảo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng éo le và gây cười từ chính cô gái Linh Đan, cô gái cao 1 m 75 và có một thân hình vô cùng chuẩn chỉnh, cô đi đâu cũng gây được sự chú ý của tất cả mọi người. Và người mà ganh ghét với cô, gây chú ý với cô lại chính là anh chàng tổng giám đốc khó chịu, khó ưa. Vậy thì cuộc sống của Linh Đan tiếp tục như thế nào? Cô có thể vượt qua được những cạm bẫy mà người đàn ông này gây ra cho cô hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 3. Và quý vị ơi đừng bỏ qua dù là một tình tiết trong câu chuyện này nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ thì Tom An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện này. Ánh mắt của Victor Nguyễn nhìn linh đan có chút phức tạp nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường từ khi biết linh đan làm việc cho anh đến nay anh đã hết lần này đến lần khác lĩnh hội tài năng của cô gương mặt thanh tú trắng hồng tường đường nét trên gương mặt đều đẹp tiêu chuẩn đôi môi anh đào đang khép mở victor nguyễn không kìm lòng được mà nuốt nước miếng đến ực một cái linh đan thấy hành động của victor nguyễn mặt của cô bỗng chốc đỏ bừng sau khi truyền đạt xong ý của ông puti chai cô xoay lưng lại với anh hai người giữ im lặng khiến không khí càng nên trở nên mập mờ ông puti chai quay qua hỏi linh đan đi tới công ty sản xuất của victory mất bao lâu linh đan đang khó xử với hành động của victor nguyễn nghe ông puti chai hỏi cô như vậy cô như vớ được phao cứu sinh dạ đi khoảng hơn nửa giờ đồng hồ sẽ tới ạ à? thế cháu học tiếng thái lâu chưa dạ cháu mới học bạn học chung với cháu người thái bắt cháu dạy tiếng việt cho anh ấy còn cháu bắt anh ấy dạy tiếng thái cho cháu ạ à? có qua có lại bác ạ à? <laughs> cháu rất thông minh mới học mà nói lưu loát được như thế này thực sự rất giỏi cũng may xếp của cháu không hiểu tiếng thái nếu không sẽ cười cháu chết đi ạ à? người bác khen nên là anh ấy mới đúng linh đàn cố tình nép người vào ghế để cho ông Puti cha nhìn thấy Victor Nguyễn đang ngồi bên cạnh cô, cô lại tiếp tục. Anh ấy chỉ hơn cháu 5 tuổi, nhưng chỉ trong 4 năm anh ấy đã gây dựng được sự nghiệp như hiện tại. Còn cháu mới ra trường, đi làm tại Victory được 2 tuần, còn chưa được nhận lương đâu ạ. À? Đây cũng chính là lý do Linh Đan chọn đi làm ở Victory, chứ không phải là Thiên Long, mặc dù mức lương Victor Nguyễn trả cho cô chỉ bằng một nửa tại Hoàng Long. Ông Puti trai cảm thấy khó tin. Con trai bác năm nay 28, nhưng bác chưa tin tưởng để giao sự nghiệp lại cho cu cậu. Có lẽ sau chuyến công tác này, bác phải suy nghĩ lại. Con trai bác, bằng tuổi xếp của cháu đi ạ. À? Cháu nghĩ anh ấy đạt được thành công như ngày hôm nay. Nói lên sản phẩm do tập đoàn Victory của Victory làm ra rất có uy tín thưa bác. Cháu nói đúng, bởi vậy bác đang nóng lòng để được chứng kiến tận mắt sản phẩm của tập đoàn Victory sản xuất đây. Chuyến đi này, nhẹ ra bác nên đưa con trai bác đi cùng, để cu cậu học hỏi được nhiều điều. Linh Đan quay sang nhìn Victor Nguyễn, thấy anh đang say sưa nhìn cô. Cô hơi trột dạ, vì nãy tới giờ nói về anh, nhưng cũng may anh không biết tiếng Thái. Linh Đan tỏ ra thần bí, nói với ông Puti trai. Bác ơi, sao bác là sếp lớn, mà bác lại vui vẻ, thân thiện. Còn sếp của cháu Bác biết chúng cháu gọi anh ấy là gì không ạ? À? Thế cháu gọi anh ta là gì? Bác thấy biểu hiện của anh ta như vậy, sống ác ma hay là đại ma vương không ạ? À? Cháu tiết lộ cho bác một bí mật nhé. Có người làm ở Victory 4 năm mà chưa nhìn thấy anh ta cười bao giờ đi ạ? À? Linh đàn vừa mới dứt lời, ông Puti trai càng cười lớn. Có lẽ do cô nói hơi lớn nên hai anh vệ sĩ cũng không kìm được mà lén nhìn Victor Nguyễn cười. Giám đốc kinh doanh của tập đoàn Siam bị anh Tài tra tấn suốt chặng đường đến hoa mày chóng mặt. Cũng may hiện tại đã tới nơi. Xuống xe anh ta cố tránh, xa anh Tài giống như tránh tà vậy. Nhà máy sản xuất của tập đoàn Victory không khác gì một khu công nghiệp với quy mô rất rất nhiều công ty nhỏ. Yếu tố môi trường cũng được quan tâm hàng đầu. Ngăn cách giữa các công ty là những con đường được trồng nhiều cây xanh tươi tốt. Đầu tiên, Victor Nguyễn đưa mọi người tham quan nhà máy sản xuất đá cẩm thạch cao cấp. Từ trước tới nay, mỗi lần Victor Nguyễn đi thăm nhà máy sản xuất, không hề báo trước với các giám đốc, anh dẫn đoàn người đi thẳng vào phòng giám đốc của công ty. Một người đàn ông tầm 40 tuổi mặc đồ vét, nhìn thấy Victor Nguyễn và anh Tài dẫn theo đoàn người tới công ty thì vô cùng kinh ngạc. Anh ta vội vàng không người chào hỏi. Vừa chào xong, anh ta vừa đưa tay ra bắt tay với hai người. Chào Tổng Giám Đốc, Chào Phó tổng giám đốc. Victor Nguyễn và anh tài vui vẻ bắt tay với anh ta. Victor Nguyễn chỉ vào người đàn ông, nói bằng tiếng Anh với ông Putichai. Đây là giám đốc công ty Victory, tên là Lê Mạnh Trường. Lê Mạnh Trường gật đầu chào mọi người, Victor Nguyễn đưa tay về phía Linh Đan và nói tiếp. Còn đây là thư ký Trần Linh Đan. Linh Đan lễ phép chào hỏi Lê Mạnh Trường, ánh mắt anh ta nhìn cô có chút chấn động. Cũng đúng, bởi vì bất cứ ai gặp Linh Đan lần đầu tiên đều như vậy bởi vì cô quá xinh đẹp, quá bắt mắt. Victor Nguyễn đưa tay về phía ông Puti Chai và nói với Lê Mạnh Trường. Đây là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Siam. Ông ấy tên là Charel Puti Chai, còn đây là Giám đốc Kinh doanh và Bảo vệ của ông ấy. Hôm nay họ sẽ tham quan nhà máy, sản xuất của chúng ta. Lê Mạnh Trường lại bị chấn động lần thứ hai bởi vì anh ta biết đây là tỷ phú giàu nhất Thái Lan. Sau màn chào hỏi, mọi người được thư ký của Lê Mạnh Trường đưa cho đồ bảo hộ mặc vào, sau đó anh ta dẫn mọi người xuống tham quan các nhà xưởng. Đầu tiên mọi người vào thăm khu nguyên liệu, một nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông chứa đầy phôi đá cẩm thạch, đó là những tấm đá thạch anh tự nhiên được xẻ thô. Lê Mạnh Trường nói bằng tiếng Anh để giới thiệu với ông Putichai đây là những nguyên liệu đá, cẩm thạch được nhập từ Italia. Linh Đan dịch lại lời Lê Mạnh Trường sang tiếng Thái. Đây là nguyên liệu đá cẩm thạch được nhập về Italia. Bản chất của chúng là những khối đá rất lớn, nhưng để vận chuyển dễ dàng, họ đành phải xẻ ra như thế này thưa bác. Vừa nói cô vừa chỉ vào những dãy xếp đá, được xẻ thô, được phân loại màu sắc và kích thước to nhỏ khác nhau. Linh Đan dẫn ông Puti Chai tới dãy nguyên liệu đá màu trắng, cô cầm lên một viên nhỏ đưa ra trước mặt ông. Đây là loại đá cầm thạch màu trắng tự nhiên, bác xem, các đường vân cũng tự nhiên lắm. chính vì vậy khi đưa vào sử dụng, chúng giống như một bức tranh thủy mặc, tạo cho chúng ta cảm giác gần gũi như sống trong thiên nhiên mà lại rất sang trọng ạ. À. vừa nói, tay cô vừa chỉ vào các đường vân trên viên đá. ông Putichai nhìn theo, gật đầu lia liêng. Loại đá được nhập khẩu từ Italia so với các loại đá cầm thạch trên thế giới có độ cứng hơn rất nhiều. Chính vì vậy chúng có độ bền cao, khả năng chịu lực chống thấm, chống ẩm và chịu nhiệt rất tốt. Chính vì vậy nó rất phù hợp với thời tiết ở các nước nhiệt đới như Việt Nam hay là Thái Lan chúng ta. Linh đàn đưa viên đá cho ông Puti Chai. Ông cầm viên đá gõ gõ lên bề mặt rồi gật đầu đồng ý với những gì mà cô vừa nói cô lại tiếp tục chỉ vào các dãy đá nguyên liệu có màu sắc khác nhau nếu không thích màu trắng chúng ta còn có rất nhiều màu sắc khác để lựa chọn tùy theo mục đích người sử dụng như màu vàng màu xanh hay là màu đen thưa bác nếu là bác thì bác thích màu nào ạ à? à ở nhà bác thì bác gái toàn quyền quyết định các dự án thì con gái bác sẽ quyết định vợ và con gái chọn màu nào bác đều thấy đẹp thấy sang trọng linh đàn bất ngờ hơn với câu trả lời của ông puti chai ánh mắt và qua lời nói của ông linh đàn cảm nhận được vợ và con gái của ông có vị trí rất quan trọng đối với ông khiến cho cô không khỏi ngưỡng mộ cháu có cảm giác gia đình bác rất hạnh phúc có phải không ạ à? cảm ơn cháu mọi người được lê mạnh trường dẫn qua khu nhà xưởng thi công thành phẩm tất cả đều sử dụng máy móc hiện đại nhập từ italia Cầm sản phẩm cuối cùng trên tay. Ông Puti Chai chỉ nói một từ duy nhất bằng tiếng Anh. Perfect. Nhìn nét mặt hài lòng và lời đánh giá của ông, Victor Nguyễn rất vui. Anh nhìn qua linh đan với ánh mắt khâm phục. Nãy giờ chỉ duy nhất linh đan lên tiếng. thi thoảng ông Puti Chai đáp lại. Tất cả mọi người đi theo giống như vệ sĩ hộ tống. Lê Mạnh Trường và anh Tài nhìn Victor Nguyễn như muốn hỏi. Ở đây, ai mới là sếp? Linh đàn không biết mọi người đang ngầm đánh giá cô. Điều duy nhất cô quan tâm là cô biết tiếng Thái. Cô muốn trình bày với ông Puti Chai những vấn đề ông ấy quan tâm. Mà những kiến thức đó cô đọc được khi Thanh Hòa giao cho cô trong đầu tuần đi làm. Cô tuyệt đối không nói mò. Linh đàn đánh giá rất cao công nhân. Nhân viên làm việc ở đây đều chuyên tâm làm việc của mình. Mặc dù có khách tham quan nhà xưởng nhưng họ không hề lúng túng hay là phân tâm dù không được báo trước. Điều đó nói lên trách nhiệm của họ trong công việc rất cao. Có được đội ngũ công nhân, nhân viên tận tình với công việc, như vậy là góp phần vào thành công của Victor Nguyễn. Sau khi tham quan công ty sản xuất đá cẩm thạch cao cấp, Victor Nguyễn ngỏ ý mời ông Puti Chai và cấp dưới của ông về khách sạn Victory ăn cơm trưa, sau đó nghỉ ngơi. Và sau đó buổi chiều lại tiếp tục đi tham quan. Nhưng mà ông Puti Chai vội vàng từ chối. Không cần đâu, bác muốn ăn cùng công nhân ở đây. Bác muốn biết khẩu phần ăn của công nhân Việt Nam như thế nào. Một người đàn ông thành đạt lại gần gũi, giản dị như thế này, thật là đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng ban lãnh đạo của công ty lại được một phen kinh động. Hai tỷ phú đô la sườn sỏ ăn cơm trưa cùng với họ, ngay tại nhà ăn của công ty sao? Điều đó chẳng khác đào giấc mơ giữa ban ngày. Điều ngạc nhiên chưa dừng lại ở đó. Mọi người nghĩ rằng ông Putin trai sẽ ăn trưa tại khu vực dành cho nhân viên văn phòng và ban quản lý công ty. Nhưng ông lại quyết định ăn trưa cùng với công nhân. Nhà ăn dành cho công nhân rất lớn, các dãy bàn dài được kê ngay ngắn, mỗi bàn có thể ngồi được 10 người, tương đương mỗi ghế ngồi được 5 người. Cách một bàn trừ một lối đi rộng. Có 10 dãy bàn được xếp theo chiều ngang, còn hàng dọc thì không thể nào đếm hết. Vậy nhưng phải chia thành 3 ca mới đủ chỗ dành cho công nhân ngồi xuống. Mỗi ca tương ứng với mỗi xưởng sản xuất Cách nhau 15 phút Ca đầu tiên bắt đầu đi ăn lúc 11 giờ Thế nhưng chưa đến 10, 11 giờ 15 Trong nhà ăn đã không còn một người Điều đó đồng nghĩa với việc Họ ăn rất nhanh Chưa đến 15 phút Họ muốn ăn nhanh Để nghỉ ngơi Chứ không ai đốc thúc họ Đoàn người của Tổng Giám đốc đi ăn cùng với đoàn công nhân ca cuối. Linh Đan nghĩ mọi người xếp hàng rồi lấy phần thức ăn được nhà bếp chia sẵn. Nhưng hoàn toàn không phải mọi người xếp hàng nhưng tự phục vụ theo dạng buffet món ăn ở đây vô cùng đa dạng và phong phú giám đốc lê mạnh trường nối tiếp người công nhân cuối cùng dẫn đầu đoàn người xếp hàng lấy đồ ăn cho mình người đàn ông hàng ngày mang tiếng là thét ra lửa ở công ty hôm nay lại đi ăn cùng với họ khiến ai nấy đều run sợ những người còn lại đi cùng anh họ không biết là ai họ không biết victor nguyễn và anh tài vì họ chỉ nghe danh chứ không biết mặt khi Victor Nguyễn xuống thăm công ty thì chỉ gặp tầng lớp quản lý, chưa từng lộ diện thân phận trước công nhân của mình. Tất cả mọi người đều ngồi nhìn về phía đoàn người như bị điểm huyệt. Anh Tài không có định buông tha cho vị giám đốc kinh doanh của tập đoàn Siam. Anh giới thiệu những món ăn cho hắn, vừa nói anh vừa nuốt nước miếng, hít hà để thể hiện món ăn Việt Nam ngon tới cỡ nào. Thầy hắn không hề có định lấy thức ăn. Anh Tài còn chủ động gấp thức ăn, bỏ vào khay cho hắn ta vài món. Nhưng anh Tài đâu có biết. Hắn bị anh hành hạ nguyên một buổi, đến mức đi còn không nổi, làm sao mà ăn được chứ? Hơn nữa anh Tài còn ám hắn như là ám tà thế này, thì hắn ta có muốn nuốt, cũng nuốt không trôi. Linh đàn đi trước ông Puti trai, tiếp đến là Victor Nguyễn. Cô vừa lấy thức ăn cho mình, vừa giới thiệu món ăn cho ông Puti trai món ăn rất phong phú nhưng linh Đan chỉ lấy một ít sườn xào chua ngọt nấm hương xào ít canh chua cá lóc và một ly nước cam ông puti trai cũng tự lấy những món như linh đan thấy victor nguyễn không lấy thức ăn cho mình linh đan biết anh rất kén ăn nhưng anh là chủ phải làm gương cho khách nên cô mạnh miệng lên tiếng đại bốt cũng ăn một chút gì đi chứ ạ à? victor nguyễn nghe linh đan đang quan tâm đến mình sự vui mừng lan ra tận đáy mắt nhưng rất nhanh anh lại trở về vốn lạnh lùng của mình anh cũng lấy cho mình khẩu phần thức ăn giống như linh đan tài xế vinh tự phục vụ cho mình rất tự nhiên tuy nhiên ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi người victor nguyễn vì nhiệm vụ của anh còn phải bảo vệ an toàn cho vị tổng giám đốc này giám đốc lê mạnh trường bưng khai đồ ăn đã lấy xong nhìn quanh nhà ăn mà không biết ngồi chỗ nào có tổng giám đốc victor nguyễn ở đây anh cũng không dám lên tiếng. Mồ hôi túa ra thấm qua áo sơ mi, ướt cả áo vét bên ngoài. Trên chán cũng đầy mồ hôi. Nhà ăn rất thoáng mát, bởi vì có hệ thống quạt làm mát, nhưng mạnh trường lúc này không khác gì, đang trong phòng sông hơi. Anh Tài lấy đồ ăn xong, thấy giám đốc mạnh trường đang đứng như trời trồng thì lên tiếng. Chỗ kia còn trống đấy, anh qua ngồi đi. Mạnh trường nghe lời anh Tài, qua chỗ trống, chỉ đủ một người ngồi xuống, Công nhân ở đây lại được một phen hú vía. Họ không biết anh Tài là ai mà có thể ra lệnh cho giám đốc của họ. Có khi nào là tổng giám đốc của họ không? Họ càng để ý tới anh nhiều hơn. Nhiều người nhận ra anh là một nhân vật rất nổi tiếng trên TV. Là xác tỷ phú đô la. Anh Tài nói với hai vệ sĩ của ông Puti Chai tự chọn chỗ trống ngồi ăn sau đó kéo theo giám đốc kinh doanh của tập đoàn Siam cùng ngồi xuống vị trí trống đủ cho hai người ngồi. Ánh mắt anh ta như đang oán trách. Âm hồn này sao vẫn không chịu buông tha cho anh ta chứ? Anh Tài phát hiện ra tất cả mọi người chưa hề đụng đũa. Họ vẫn đang nhìn mình. Anh để khay cơm xuống bàn rồi đưa tay sờ lên má của mình. Anh xoay đầu qua lại, quanh nhà ăn và hỏi. Mà tôi dính gì hay sao? Mà mọi người nhìn tôi nhiều vậy. Cùng lúc đó, Linh Đan và ông Puti Chai ngồi xuống bàn có chỗ trống, đủ cho hai người ngồi. Linh Đan nhìn anh công nhân, ngồi bên cạnh. Xin lỗi, đã làm phiền anh. Anh cứ ăn tự nhiên à? À không, không sao đâu. Anh công nhân lắp bắp trả lời, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt lên người của Linh Đan, bởi vì cô quá xinh đẹp. Victor Nguyễn đặt khay cơm vào giữa vị trí của Linh Đan và anh công nhân. Anh ta không biết Victor Nguyễn là ai, cũng không có định nhường chỗ. Linh Đan cười khó xử. Cô nghĩ anh muốn ngồi gần cô để dễ dàng tiếp chuyện với ông Puti Chai. Nhưng anh ta là chủ Còn không lên tiếng nói với anh công nhân Thì cô làm gì tới lượt chứ Giám đốc Lê Mạnh Trường từ xa nhìn thấy cảnh này Chỉ muốn khóc Nếu Victor Nguyễn cho phép Anh nói công nhân của mình Chờ riêng cho họ một bàn Để ngồi thì bây giờ anh ta có thể bớt lo lắng Nhưng giám đốc Lê Mạnh Trường không biết Đây là ý của tỷ phú Puti Chai Ông nói đi ăn ké của công nhân Nên còn gì ăn ấy Chỗ nào trống thì ngồi Không cần phải sắp xếp cũng không được làm ảnh hưởng tới công nhân. Đó chính là lý do Victor Nguyễn cũng không hề lên tiếng. Victor Nguyễn không nói gì, chỉ nhìn anh công nhân đang đối đầu với mình. Ánh mắt của anh ta phát ra tia sát khí, khiến anh công nhân không xét mà run. Anh ta tự ý ngồi nhích sang bên cạnh và nhường chỗ cho Victor Nguyễn. Thế giả anh được ngồi gần Linh Đan rồi. Vì Victor Nguyễn không muốn ngồi quá gần anh công nhân, nên anh ngồi nép sát vào người của Linh Đan cô không dám xích qua chỗ tỷ phú puti chai và cũng không dám đắc tội với sếp của mình đành cố gắng chịu đựng sụ đụng chạm với người nào đó anh tài đi tới trước mặt linh đan ngồi xuống và hỏi cô thư ký linh đan này mà tôi bị dính gì hay sao mà mọi người nhìn tôi dữ vậy thấy mọi người ai nấy đều nhìn về phía anh tài cơm cũng chưa ăn linh đan cười và nói chắc là tại sếp đẹp trai quá đi ạ à? Anh Tài lắc đầu với câu trả lời của cô, anh nghiêm mặt nói với mọi người. Hôm nay có tổng giám đốc tới thăm, nếu mọi người không ăn, không có sức làm việc, lại bị tổng giám đốc trừ lương bây giờ. Sau câu nói của anh Tài, mọi người vẫn hướng ánh mắt về phía anh, khiến cho anh càng khó xử. Anh nghĩ nếu họ cứ như vậy thì ảnh hưởng tới sức khỏe và giờ nghỉ ngơi, nên anh ra chiều dụ dỗ. "Xin lỗi mọi người, hôm nay tổng giám đốc Victor Nguyễn của chúng ta" tiếp tổng giám đốc tập đoàn Siam của Thái Lan là ông Puti Chai nên ăn ké với mọi người một bữa. Nếu mọi người ăn nhanh trong vòng 15 phút, tôi sẽ bật mí cho mọi người tổng giám đốc của chúng ta là ai. Đương nhiên tổng giám đốc đó không phải là tôi rồi. Tôi tự giới thiệu. Tôi là phó tổng giám đốc Nguyễn Anh Tài. Anh Tài đưa tay lên, nhìn vào đồng hồ và nói tiếp. Bây giờ là 12 giờ kém 20 phút. 15 phút bắt đầu không ngờ anh tài vừa dứt lời tất cả các công nhân trong nhà ăn đều tự động ăn phần ăn của mình linh đan vừa ăn vừa nói chuyện với ông puti chai bằng tiếng thái tuy nhiên đáy mắt của cô vẫn bắt trọn ánh mắt của vị đại bốt đang nhìn chằm chằm vào cô một lúc sau cô quay sang nhìn anh đại bốt không ăn sao ừ không muốn ăn linh đan hơi hất cằm về phía ông puti chai đang ăn rất ngon miệng Bác Vũ Tì Trai khen món sườn xào chua ngọt này rất ngon. Tôi thấy nó không tệ đâu. Anh ăn thử đi. Cô định nói thêm, nếu anh không ăn thì biến ra ngoài cho người khác ăn. Chứ anh ngồi nhìn chằm chằm như vậy, làm sao mà người ta nuốt trôi được chứ? Tuy nhiên, coi cho cô mười cái mạng, cô cũng không dám đắc tội với vị đại bốt này. Anh mắt Victor Nguyễn do dự nhìn xuống khay đồ ăn. Một lát sau, anh mới nâng đũa, gắp một miếng sườn và đưa lên miệng cắn thử. Linh Đan vẫn đang quan sát hành động của Victor Nguyễn, thấy anh lại ăn thêm một miếng nữa, cô không nói gì mà tiếp tục ăn phần của mình. Cô để ý hai người đàn ông ngồi hai bên Linh Đan khi ăn rất điềm đạm, còn cô là con gái lại ăn uống vô cùng thoải mái. Chưa đến 10 phút, tất cả các công nhân trong nhà ăn đều đã ăn xong, nhưng họ đều im lặng ngồi nguyên một chỗ để chờ đợi anh tài. Lúc này anh tài đang chăm sóc vị giám đốc kinh doanh của tập đoàn Siam anh không để ý tới mọi người Đều hướng ánh mắt mong chờ về mình Anh vừa ăn vừa chỉ tay Vào khay đồ ăn còn nguyên của anh ta Người Việt Nam chúng tôi rất kiêng kỵ Bỏ mứa đồ ăn Bởi vì họ quan niệm Nếu làm như vậy Khi chết xuống địa ngục Lại phải ăn đồ thừa Mà mình bỏ đi lúc mình còn sống Anh ta nghe ra ý mỉa mai Trong lời nói của anh Tài Nhưng căn bản anh ta không nuốt nổi Nước anh ta còn không nuốt nổi Uống gì là đồ ăn anh Tài thấy vị giám đốc kinh doanh này vẫn không đụng đũa. Anh cười cười và nói luôn. Anh qua Việt Nam không chịu ăn uống như thế thì làm sao có sức để phục vụ cô em thư ký nóng bỏng của mình. Lúc mà anh về nước chứ. Khi anh ta bị anh Tài giày vò nguyên một buổi sáng đến phát tàu hòa, đến giờ ăn anh cũng không buông tha. Anh ta làm liều chỉ tay về mọi người đang nhìn anh Tài. Anh Tài nhìn theo hướng tay của anh ta chỉ thấy mọi người đang nhìn mình như đòi mạng liền nhìn vào đồng hồ trên tay. Thời gian chưa tới 15 phút, vậy mà mọi người đều ăn xong rồi sao? Anh đứng dậy, đi đến chỗ Victor Nguyễn đang ăn cơm. Anh vỗ vai và nói. Giới thiệu với mọi người, đây là Victor Nguyễn, giám đốc đẹp trai của chúng ta. Nói xong anh Tài chạy nhanh về chỗ ngồi để thoát thân. Sau lời giới thiệu của anh Tài, công nhân trong nhà ăn đồng loạt vỗ tay, ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người di chuyển từ anh Tài sang Victor Nguyễn. Ông Pu Ti Trái nghĩ rằng mọi người vỗ tay chào đón mình nên đứng dậy, chạm tay trước ngực, xoay người nhiều hướng để chào mọi người theo truyền thống của Thái Lan. Dường như bên tai Linh Đan đang nghe lại bài tập làm văn tả đại bốt nam thần siêu cấp đẹp trai ở sân bay hồi sáng. Mà nhân vật chính trong bài tập làm văn này lại xem như người ngoài cuộc. Anh vẫn điềm tĩnh ngồi ăn như vật thể lạ, xung quanh mọi thứ không liên quan đến mình. Linh Đan đúng là bãi phục con người này. Cô muốn đưa tay lên, sợ thử mặt anh, xem được làm bằng chất liệu gì. Cường mặt của anh công nhân ngồi bên cạnh Victor Nguyễn trở nên tái nhợt. Anh ta không ngờ người anh ta không chịu nhường chỗ ngồi lại chính là tổng giám đốc của tập đoàn Victory. Linh Đan ngồi bên cạnh Victor Nguyễn, hơn nữa giữa hai người không có một khe hở. Trước ánh mắt của hàng ngàn công nhân khiến cho cô vô cùng bối rối và xấu hổ. Cô cố gắng ăn hết phần ăn của mình nhưng lại không thể nào nuốt trôi. Công nhân thấy biểu hiện của Victor Nguyễn chỉ dám nhìn qua một lát rồi ai nấy đều tự động rời khỏi nhà ăn. Ông Vũ Tì Trai đánh giá rất cao công tác phục vụ ăn trưa của tập đoàn Victory dành cho công nhân. Có thể nói lương thường, chế độ đãi ngộ ở tập đoàn Victory cao bậc nhất trong nước. Đó là lý do công nhân và nhân viên tại đây rất nhiệt tình trong công việc và làm việc rất hiệu quả, năng suất cùng với chất lượng sản phẩm rất cao. Đến đầu giờ chiều, Victor Nguyễn đưa mọi người đi tham quan nhà máy sản xuất đèn trang trí cao cấp. Quy mô của công ty vô cùng lớn, bao gồm rất nhiều nhà xưởng và hơn 10.000 nhân viên làm việc tại đây. Hàng năm công ty sản xuất ra hàng triệu sản phẩm cao cấp với hàng trăm mẫu mã khác nhau. Sản phẩm được xuất đi rất nhiều nước trên thế giới và giá thành cũng không hề rẻ. Đặc biệt có những mẫu đèn trị giá tới hàng tỷ đồng một chiếc. Thậm chí có những khách sạn, quán ba nhà hàng cao cấp đặt hàng theo yêu cầu giá lên đến hàng chục tỷ đồng một chiếc. Sau khi được giám đốc công ty giới thiệu qua các bộ phận sản xuất, Linh đàn tiếp tục phát huy kiến thức đã được tiếp thu trong đầu tuần đi làm ở Victory để giới thiệu cho ông Puti Chai. Kết thúc buổi tham quan là 5 giờ chiều, ông Puti Chai vui vẻ bắt tay Victor Nguyễn từ trước tới nay bác luôn quan niệm Bất kỳ mặt hàng nào trong ngành công nghiệp Nói đến mẫu mã và chất lượng Bác đều nghĩ đến châu Âu hay là châu Mỹ Mới là số một Chuyến tham quan này Thực sự khiến cho bác phải thay đổi cách đánh giá của mình Bác thừa nhận cháu tuổi trẻ tài cao Tương lai cháu còn tiến xa hơn rất nhiều Dạ cảm ơn bác Đã dành lời khen ngợi Bây giờ tài xế sẽ đưa bác về khách sạn nghỉ ngơi Ngày mai thứ bảy công nhân vẫn làm việc chúng ta lại lên đây tham quan công ty. Ông Putichai nói không sai, khách hàng trước khi sử dụng sản phẩm của tập đoàn Victory đều có suy nghĩ giống như ông. Họ liền thay đổi quan điểm của mình sau khi thấy tận mắt dây chuyền công nghệ sản xuất, thấy tận mắt chất lượng những sản phẩm được sản xuất tại Victory. Nhưng giá thành lại thấp hơn rất nhiều so với những sản phẩm được nhập từ châu Âu. Và hiện tại khách hàng từ các nước trong khu vực tìm đến Victory càng ngày càng nhiều, góp phần trong sự phát triển của tập đoàn. Sau khi Linh Đan chuyển đạt lại lời nói đồng ý của ông Puti cho Victor Nguyễn, cô vẫn chăm chú nhìn vào anh, nhờ chờ đợi anh nói gì. Giọng nói trầm ấm của anh như có ma lực, khiến cho cô muốn nghe mãi, cho đến khi Victor Nguyễn lên tiếng hỏi cô. Ông ấy còn nói gì nữa sao? À, không có. Ngồi trên xe về khách sạn, Linh Đan luôn trò chuyện thân mật Cùng với ông Puti Chai Đi bộ cả ngày rồi Bác có thấy mệt không ạ? À? <laughs> Chắc là bác có tuổi rồi Nên cảm thấy khá mệt đấy Không phải là bác có tuổi đâu ạ à? Hôm nay chúng ta đi bộ khá nhiều Cháu còn trẻ, còn khỏe Mà cháu thấy mỏi chân đi ạ à? Tuy mệt nhưng Linh Đan luôn giữ nụ cười trên môi Cô kể cho ông Puti Chai nghe rất nhiều chuyện Về đất nước và con người Việt Nam bởi vì kẹt xe nên về đến khách sạn đã hơn 6 giờ tối, thành phố đã lên đèn. Khách sạn Victory là tài sản thuộc sở hữu của tập đoàn Victory, tòa nhà cao 99 tầng với 1.000 phòng nghỉ cao cấp. Một số tầng làm nhà hàng, khu vui chơi giải trí và trung tâm thương mại. Bên ngoài tòa nhà được bao phủ bởi dàn đèn LED, ánh sáng chạy dọc từ trên xuống kiểu giọt mưa thay đổi màu sắc khác nhau sau mỗi 5 giây. Nhìn từ xa khách sạn như một cơn mưa, sắc màu vô cùng đẹp. Đi vào trong sảnh lớn khu vực lễ tân, trang trí bằng đèn do tập đoàn sản xuất. Giữa sảnh là đèn chùm pha lê cỡ đại, được thiết kế vô cùng tinh xảo. Nhân viên nhìn thấy Victor Nguyễn xếp thành hai hàng chào đón. Ông Puti Chai và đoàn người của ông được đưa lên nghỉ ngơi ở phòng tổng thống, nằm trên tầng cao nhất của khách sạn. Victor Nguyễn hẹn ông 7h30, ăn tối tại nhà hàng trong khách sạn. Anh cũng có phòng riêng tại đây. Anh và anh Tài lên đó tắm rửa thay đồ. Linh Đan cảm thấy rất mệt. Cô chỉ muốn về nhà rồi leo lên giường ngủ một giấc. Cô nhìn Victor Nguyễn và lên tiếng. Đại bốt à, tôi có thể về nhà được chưa? Cô cũng lên phòng tôi, tắm rửa đi. Lát còn đi ăn tối, cùng với ông Puti trai. Linh Đan như không tin vào tay mình. Vị đại ma vương này lại bảo cô cùng người tình của anh ta lên phòng anh tắm rửa sao? có chết cô cũng không đi cô vội vàng từ chối tôi về thay đồ rồi tôi qua ngay nhà tôi gần đây thực tế nhà cô chỉ cách khách sạn một km thôi victor nguyễn không nói gì mà đưa cho anh tài chiếc thẻ đen ngân hàng rồi xoay người bước vào thang máy anh tài vô vỗ vai linh đan đang đứng ngẩn người tổng giám đốc có ý tốt tôi và cô không nên từ chối không đợi linh đan phản ứng anh tài đi vào thang máy trước Linh Đan bắt buộc phải chạy theo. Anh Tài đi vào một cửa hàng thời trang, nhân viên nhìn thấy anh vội vàng nghênh đón. Dạ chào anh Tài, hôm nay anh đi mua đồ cùng với bạn gái sao? Lại cho tôi bốn bộ vét, bộ áo sơ mi, mỗi bộ một màu. Dạ vâng, anh chờ một lát. Chẳng cần nói Linh Đan cũng biết, anh Tài là khách quen ở đây. Cửa hàng này là của nhãn hàng thời trang LV cao cấp, mà chủ sở hữu của nhãn hàng này không ai khác chính là đại ca của cô, Victor Louis. Tuy biết trước là nhãn hàng thời trang cao cấp, nhưng Linh Đan vẫn bị choáng khi nghe nhân viên nói giá mà anh ta phải trả. Anh Tài tự cầm những túi đồ mình vừa mua rồi dẫn Linh Đan qua một cửa hàng Dior. Anh để ý đôi giày cô đang mang và túi sách của cô đang cầm trên tay thuộc nhãn hàng này. Anh Tài nói với cô nhân viên vừa chào hỏi bọn họ. Cô đem mấy mẫu thiết kế mới nhất ra đây để cho cô ấy chọn. Linh Đan phải mất một hồi lâu mới tiêu hóa hết những gì anh Tài vừa nói. Khi cô kịp phản ứng thì cô nhân viên đã đi lấy đồ theo lời anh Tài. Cô lên tiếng. Không cần đâu, lấy cho tôi thử chiếc váy mà ma nơ canh đang mặc kia là được rồi. Chiếc váy Linh Đan mà nhìn nằm trong bộ siêu tập thu đông mới nhất của Dior. Anh Tài lắc lắc chiếc thẻ trước mặt Linh Đan. Cô có mua hết đồ trong cửa hàng cũng không hết tiền trong chiếc thẻ này đâu Không cần phải tiết kiệm cho tổng giám đốc của chúng ta Nghe anh Tài nói Linh Đan chỉ lấy thêm một đôi giày cao gót Và một túi sách Hợp với chiếc váy mà cô vừa chọn Phòng riêng của Victor Nguyễn Cũng không như Linh Đan nghĩ Căn phòng nằm trên tầng 99 Cùng tầng với ông Potichai Căn phòng này có phòng khách lớn, một quầy ba nhỏ Ba phòng ngủ, một bể bơi vô cực Và một phòng gym Trong mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm Và phòng vệ sinh riêng khi bước vào trong linh đan bị chấn động bởi độ xa hoa của nó và view gần như toàn thành phố đặc biệt là vị trí nhìn từ bể bơi vô cực view rất đẹp anh tài chỉ vào một căn phòng nói với cô cô vào trong đó tắm rửa thay đồ đi nhé uhm, vậy còn anh tôi đi tắm phòng khác ở đây có ba phòng không ai tranh giành với ai đâu linh đan gật đầu Cô lén chụp một tấm hình lúc anh Tài cầm mấy túi đồ hiệu LV đi vào trong phòng và gửi qua Instagram cho Victor Louis. Sau đó cô gọi điện về thông báo cho bà Hoa là cô đi ăn cùng với khách nên về muộn. Linh đàn ra bể bơi vô cực, cô gọi điện thoại cho Thanh Nhã. Vừa mới bắt máy, Thanh Nhã liền hét toáng lên. Cậu đang ở đâu đấy? Sao mà view đẹp thế kia? <laughs> Tớ đang ở thiên đường. Này, có công bằng không vậy? Hôm nay học bài mới, tớ mệt chết đi được. Thành Nhã hướng camera sau, huấn luyện viên múa đang hướng dẫn lớp học thực hiện một động tác lắc hông trong điệu nhảy sexy đen. Đinh Đan nằm xuống ghế phơi nắng, thở dài một hơi. Cậu quay bài, hoàn chỉnh về cho tớ nhá. Mấy ngày sau tớ đi công tác Phú Quốc, không tới lớp được đâu. Ừ, mà cậu đang ở đâu? Tớ đi ăn tối cùng với khách hàng tại khách sạn Victory, còn đây là phòng riêng của cái tên đại ma vương đấy. Linh Đan quay camera về phía phòng khách, đúng lúc anh Tài vừa tắm xong, đang gài nút áo sơ mi, anh Tài hướng về Linh Đan gọi lớn. "Cô còn chưa đi thay đồ sao?" Qua camera Thành Nhã không nhìn thấy rõ anh Tài, cô hỏi. "Đại ma vương của cậu gọi đi à?" "Là người tình của đại ma vương thôi, phó tổng giám đốc tên là anh Tài. Hôm nay tôi chứng kiến nhiều chuyện hay ho lắm, về nhà tớ kể cho cậu nghe." bây giờ tôi phải đi thay đồ để đi ăn tối cùng với khách hàng lúc về tôi đi taxi cậu không cần phải tôi đón đâu nhá linh đàn nói xong cắt cuộc gọi rồi bước vào trong phòng khách anh tài mặc quần áo chỉnh tề rồi và đang ngồi nghịch điện thoại tôi ở phòng này có phải không xếp anh tài gật đầu sau khi linh đan bước vào anh cười không thấy mặt trời đâu linh đàn cầm túi đồ đi thẳng vào trong phòng tắm rồi khóa cửa phòng tắm lại Victor Nguyễn nhìn thấy Linh Đan đi vào, ánh mắt anh có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh, trở nên thâm trầm giống như thường ngày. Anh không tiếp tục ngâm trong bồn tắm nữa, mà thản nhiên bước từ bồn tắm ra ngoài. Giây phút anh đi ra từ bồn tắm, Linh Đan thực sự bị sốc, cơ thể không mảnh vài che thân của anh đẹp như một vị thần, hai chân của cô như bị dính keo, đứng im tại chỗ. Giây phút cô nghĩ anh nổi giận và làm gì đó với cô thì lại nghe tiếng nước chảy, Victor Nguyễn vào phòng tắm và đứng xả qua nước. Lúc anh đi ra vẫn thấy Linh Đan đứng đó, anh quấn khăn tắm quanh người rồi áp sát vào cô. "Cô nhớ cơ thể của tôi tới mức không thể nào đợi chờ thêm được sao?" Hơi thở và giọng nói của anh phả vào tai, khiến cô vô thức buông tay xuống, khuôn mặt của anh chỉ cách gương mặt cô chưa đầy nem cm. Lúc hai ánh mắt chạm nhau, tim của Linh Đan như ngừng đập, cô run sợ lùi về phía sau. Nhưng Victor Nguyễn lại không hề buông tha cho cô. Cô lùi một bước, anh tiến một bước. Khi lưng của cô chạm vào bức tường kính, anh chống hai tay vào tường vây quanh cô trong lồng ngực của mình. Anh bức cô, không còn đường lui nữa. Linh Đan run sợ tới mức cô nói năng lộn xộn. Đại bút, tôi xếp xếp tài. Không đợi Linh Đan nói hết câu, anh ghé sát vào vành tay của cô, liếm một đường. Cô có muốn ôn lại chuyện cũ một chút không? Giọng nói trầm khàn của anh vang lên đầy rụ hoặc. Linh đan lúc này không biết tả cảm giác của mình như thế nào. Có chút run sợ, lại có chút hồi hộp. Một tay Victor tố Nguyễn, vẫn trống lên bức tường. Tay còn lại bóp chặt cầm của cô. Em cô nhìn thẳng vào mặt anh. Tiếp cận tôi. Là có ý gì? Giọng nói của anh phát ra đầy sát khí. Ánh mắt anh nhìn cô đầy căm phẫn. Trong phút chốc... Cả người Linh Đan mềm nhũn Cô không chống đỡ được Khiến cả người trượt xuống chân anh Cô run lên bần bật Tiếng hai hàm răng va vào nhau Kèn két Có thể nghe thấy rõ Ánh mắt của anh nhìn cô có chút thương cảm Anh ngay lập tức xoay người Bước ra khỏi phòng tắm Linh Đan biết Victor Nguyễn là một đại ma vương Cô cũng được lĩnh giáo tính khí bá đạo của anh trong mấy ngày làm việc chung, nhưng chưa lần nào thấy anh đáng sợ như lúc này. Cái gì mà nhớ cơ thể của anh ta chứ Cái gì mà ôn lại chuyện cũ chứ Ai mà thèm tiếp cận anh ta Nếu anh ta không nói cô lên đây thay đồ Nếu trên người tình của anh ta không chỉ cô vào căn phòng này Thì cô đâu có bị điên Mà bước vào căn phòng này chứ Mất một hồi lâu Linh Đan mới chấn tĩnh lại Cô khóa chặt cửa phòng tắm Rồi đứng dưới vòi hoa sen Xả nước lạnh trực tiếp vào người Quần áo của cô cũng không cởi Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa bên ngoài, Linh Đan mới sực nhớ còn phải đi ăn tối. Cô tắm gội vội vàng rồi mặc chiếc váy vừa mua. Vì ngâm nước lạnh lâu, tay của cô cứng đơ, không thể nào kéo khóa phía sau lưng lên được. Cô đứng dưới đèn sưởi trong phòng tắm, đến khô tóc, vẫn không thể nào tự kéo khóa lên được nữa. Lo muộn giờ, lại bị vị đại bút nổi giận. Linh Đan càng khẩn trương. Cô quyết định ra ngoài để nhờ nhân viên khách sạn giúp cô cô vừa mở cửa phòng tắm victor nguyễn cũng đưa tay lên gõ cửa tôi tưởng cô ngủ trong đó à cảm ơn anh đã quan tâm phòng tắm của anh tuy hiện đại nhưng mà không đến nỗi khiến tôi lưu luyến như vậy đâu linh Đan vừa nói vừa lách người qua anh bước ra khỏi phòng tắm đi được vài bước cô lại dừng lại nói tiếp nếu anh quan tâm tôi như vậy anh có thể kéo khoa váy lên giúp tôi được không Linh đàn vẫn đứng xoay lưng lại với anh Cô lấy tay vén phần tóc dài sau lưng ra trước Phần váy chưa được kéo khóa Để lộ tấm lưng trần trắng mịn Không tùy vết của cô Ánh mắt anh nhìn cô đỏ rực Từ trước tới nay anh luôn miễn nhiễm với phụ nữ Nhưng với cô thì khác Từ trước tới nay Hết lần này tới lần khác Anh đều bị vẻ đẹp của cô đánh gục Chính anh cũng không thể nào lý giải được Trước cô Vì sao anh lại thường mất kiểm soát cơ thể của mình một hồi lâu không thấy Victor Nguyễn kéo khóa dùm cô, Linh Đan xoay người lại định lên tiếng thì anh lại vòng tay qua eo của cô. Anh muốn làm gì chứ? Không phải là cô nhờ tôi kéo dây khóa lên sao? Lúc này bàn tay Victor Nguyễn chạm được vào dây kéo, ánh mắt anh vẫn dán chặt lên gương mặt của cô, tư thế của hai người vô cùng mờ ám, cả người cô cứng đờ trong vòng tay anh, giữa hai người không có một khe hở. Trái tim của cô tưởng chừng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt đỏ rực của Victor Nguyễn nhìn Linh Đan khiến mặt cô đỏ bừng. Anh chậm rãi kéo dây kéo sau lưng của cô lên. Sắp muộn giờ rồi, hai người còn đứng đây diễn trò tình cảm sao? Anh Tài đứng dựa lưng vào cửa phòng, hờ hững lên tiếng. Victor Nguyễn giật mình. Anh kéo dây kéo nhanh, làm dây kéo kẹt vào da thịt của Linh Đan, khiến cho cô hét lên một tiếng đau đớn. Xin lỗi cô, Victor Nguyễn xoay người nhìn cô, lại nhìn thấy vùng da thịt sau lưng của cô bị kẹt dây kéo, đến dưỡng máu. Anh luống cuống chạm tay vào, nhẹ giọng hỏi cô. Cô có đau nhiều không? Linh đàn lắc đầu, anh kéo chiếc ghế ấn cô ngồi xuống bàn nhỏ gần đầu giường rồi nhẹ nhàng kéo phần dây kéo còn lại lên cho cô. Anh Tài bật cười thành tiếng. Linh đàn không nhìn vào anh Tài, cô nhìn vào gương vừa chỉnh sửa lại mái tóc vừa nói điệu cười của sếp anh tài rất đẹp sếp lại đây tôi nhờ một chút có được không ạ à? đương nhiên là được rồi anh tài đi đến gần chỗ linh đan và victor nguyễn làm điều bộ nhốn người cung kính tôi có thể giúp gì được thưa cô linh đan chậm rãi xịt nước khoáng lên khuôn mặt của mình sau đó tô son dưỡng môi xong xuôi cô đứng dậy nhìn victor nguyễn đồ bẩn của tôi để tạm trong phòng tắm có được không thưa đại bốt Nhìn cô gái có nét đẹp kinh diễm trước mặt mình, đầu óc của anh Tuấn trống rỗng, nhất thời không biết đáp lại thế nào, chỉ biết gật đầu mà thôi. Kể thực hôm nay Linh Đan mặc chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, phần tay được làm bằng ren kín đáo, nhưng lại không kém phần gợi cảm. Phần thân váy ôm trọn đường cong cơ thể của cô, màu hồng nhạt của chiếc váy lại càng tô thêm làn da trắng mịn, không tì vết của cô. Khuôn mặt cô đẹp đến mức hút hồn, mặc dù không hề trang điểm. Linh Đan đứng dậy, hỏi anh tài, xếp anh tài có cần thử chiếc giường này để lát anh còn phải làm hài lòng đại bút không? nếu cần tôi sẽ giúp, bởi vì tôi muốn trả công đại bút đã kéo dây kéo giúp tôi. tôi muốn. anh tài vừa dứt lời, linh đan liền nắm lấy tay anh giật mạnh qua vai, anh tài bị quăng xuống giường giống như một con nhái. vậy xin mời xếp nói cảm nhận của mình, giường có êm không ạ? À? anh tài nằm trên giường xấu hổ. Không biết nói gì, Linh Đan lại nói tiếp. Nếu lần sau sếp còn mượn tôi, để thử người tình của mình giống như ngày hôm nay, thì tôi sẽ giúp sếp thử nền nhà, chứ không phải là thử giường nữa đâu à. Nói xong Linh Đan cầm túi sách, rời khỏi phòng ngủ của Victor Nguyễn, để lại ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của hai vị sếp. Họ không hiểu cô lấy năng lượng ở đâu để di chuyển, cười nói cả một ngày, rồi lại còn dư sức quật ngã anh Tài một cách nhẹ nhàng như vậy khi chỉ còn lại victor nguyễn và anh tài trong phòng anh tài nhìn victor nguyễn cười phá lên tớ đang nghi ngờ buổi tối hôm đó cậu nhìn nhầm người nếu không tại sao cô ấy lại nghĩ tớ và cậu là một cặp chứ cậu bảo cô ấy vào phòng tớ có đúng không anh tài lúc này đi đến trước gương chỗ linh đan vừa ngồi chỉnh sửa quần áo thế cậu nghĩ còn nguyên nhân nào khác khiến tớ phải thử giường cho cậu như thế cậu không cảm ơn ý tốt của tớ thế mà lại còn nhìn biểu hiện của anh tài trong gương victor nguyễn vỗ vai và cười nói cậu yên tâm đi dù sao chỉ mình tớ chứng kiến cậu thảm như vậy dưới tay một cô gái tớ không kể cho ai đâu đó có thể được xem là một lời cảm ơn không anh tài một lần nữa hất tay của victor nguyễn ra làm mặt giận và bước ra ngoài trước đó victor nguyễn nghĩ rằng linh đan là tự động đi vào phòng của mình nên anh lại có những hành động và lời lẽ xúc phạm cô. Tuy vậy, anh vẫn không cho rằng mình đã sai. Trong suốt bữa ăn, Victor Nguyễn nói chuyện với ông Puti Chai thông qua phiên dịch viên Linh Đan. Anh Tài vẫn còn cảm thấy xấu hổ với Linh Đan nên suốt buổi ăn khá im lặng, tạo điều kiện cho giám đốc kinh doanh của tập đoàn Siam có bữa tối ngon miệng sau một ngày ăn hành của anh. Ông Puti Chai cầm ly rượu đứng dậy, Hướng Victor Nguyễn, anh cũng lịch sự cầm ly rượu và đứng dậy đáp lễ. Linh đàn ngồi giữa hai người đàn ông quyền lực cũng không thể nào thất lễ. Cô cũng đứng dậy. Ông Puti Chai chỉ vào ly rượu trước mặt Linh Đan. Cô hiểu ý cầm lên. Chúc mừng Tổng Giám đốc Victor Nguyễn đã có một thư ký vừa giỏi, vừa tài năng, lại vừa xinh đẹp. Cảm ơn bác ạ. À. Ông Puti Chai và Victor Nguyễn cùng nhìn vào Linh Đan chờ đợi cô phiên dịch. Bị hai người đàn ông ưu tú nhìn Linh Đan mặt đỏ bừng, cô không thể tự nói ra những lời tốt đẹp về mình như vậy được. Linh Đan nhìn ông Puti trai cười gượng. Cháu nghĩ không cần nói mấy lời này với anh ta đâu ạ. À? Ông Putai nhìn sang giám đốc kinh doanh của tập đoàn Siam. Anh ta hiểu ý đứng dậy, nhìn Victor Nguyễn và nói bằng tiếng Anh. Tổng giám đốc của tôi chúc mừng anh. Có thư ký vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Phiền anh nói với ông ấy, tôi thực sự cảm ơn linh đan chạm vào ánh mắt của victor nguyễn khi anh nói ra những lời này ánh mắt anh sâu không đáy khiến người cô khẽ run ông puti trai và victor nguyễn đều hướng ly rượu về linh đan cô miễn cưỡng cũng ly với hai người họ bữa ăn tối diễn ra vô cùng tốt đẹp ông puti trai rất hài lòng và linh đan cũng uống không ít rượu đứng trước cửa khách sạn victory chờ tài xế vinh đi lấy xe anh Tài nói với Victor Nguyễn. Chờ tớ về trụ sở lấy xe nhé. Xe cậu để đó cả tháng cũng không ai đụng tới đâu. Linh Đan cũng vội vàng nói theo. Tôi cũng muốn về trụ sở lấy bản hợp đồng hồi sáng chị Thanh Hòa đưa cho tôi. Đang còn để trong văn phòng làm việc. Nghe theo lời nói của Linh Đan, cả người Victor Nguyễn khẽ run lên. Nhưng rất nhanh, anh lại trở lại bình thường. Anh và anh Tài đương nhiên biết rõ Bản hợp đồng mà cô nói ở đây Đó là gì Ngày mai thứ bảy tập đoàn đóng cửa Nếu không có lệnh của Victor Nguyễn Thì Linh Đan không thể nào vào tập đoàn Và lấy tài liệu Trên xe về trụ sở chính tập đoàn Victory Vị trí ba người Victor Nguyễn Linh Đan và anh Tài Ngồi không khác lúc sáng khi khởi hành Nhưng không khí trong xe Trở nên trầm mặc Anh Tài biết Linh Đan còn giận mình Nên cố gắng làm lành Linh Đan, không ngờ cô uống rượu cũng được đấy chứ linh đan không đáp lại anh tài cô tựa lưng vào ghế hai mắt nhắm nghiền anh tài nghĩ cô không muốn tha lỗi cho anh nên anh cười lấy lòng cô cô xả giận lên người của tôi rồi cô còn chưa hết giận sao linh đan vẫn im lặng anh tài nhìn victor nguyễn rồi hất cảm về phía cô muốn anh giảng hòa nhưng anh không quan tâm anh cũng không thèm liếc nhìn linh đan lấy một cái mà khoanh tay trước ngực dưỡng thần không cầu cứu được anh tài vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi tựa lưng vào người victor nguyễn nhưng anh vừa chạm vào người liền bị victor nguyễn né sang một bên victor nguyễn xích về phía linh đan né tránh anh tài đúng lúc đó linh đan nghiêng người rồi ngã xuống đầu của cô vừa tầm gối lên đùi của anh victor nguyễn giật mình mở mắt ra thấy cô đang gối đầu lên đùi mình anh định hất cô ra khỏi đùi mình liền bị anh tài cản lại ngay Cậu để yên cho cô ấy ngủ một lát. Cả ngày hôm nay, cô ấy là người năng nổ nhất đấy. Tớ ở đây chỉ đi theo chân thôi, mà còn mệt chết đi được. Thực ra anh Tài muốn cười trộm, vì nếu Victor Nguyễn không né tránh anh, thì cũng đâu tạo điều kiện cho Linh Đan cối đầu lên đùi như vậy chứ. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Victor Nguyễn dừng lại động tác đầy người Linh Đan. Ánh mắt chán ghét của anh nhìn cô, đang ngủ ngon trên đùi mình. Cuối cùng anh không hất đầu cô ra, mà còn dớn người, nâng hai chân của cô lên ghế. Không những vậy, anh còn cười dày ra, giúp cô nằm ngủ thoải mái. Xe tới trụ sở chính tập đoàn Victory, Victor Nguyễn vỗ vào mặt của Linh Đan. Này, tới nơi rồi. Này này. Linh Đan hất tay của anh ra, hai mắt của cô vẫn nhắm nghiền, giọng nói của cô nhõng nhẽo. Kìa mẹ, mẹ để con ngủ thêm một lát nữa. Victor Nguyễn nhìn anh tài cầu cứu, anh Tài nhún vai, tỏ vẻ bất lực. "Cậu chịu khó ngồi một lát, chờ cô ấy tỉnh lại nhé." Anh Tài xuống xe, Victor Nguyễn nói với theo. "Cậu chờ anh Vinh về trước đi, lát nữa tớ tự lái xe về." Victor Nguyễn đậu xe trước cửa chính của tòa nhà trụ sở tập đoàn Victory, bảo vệ biết là xe của anh nên không dám tới gần. Hơn 11 giờ khuya, đường phố vắng dần xe cộ qua lại, Victor Nguyễn ngây ngốc ngắm nhìn Linh Đan ngủ ngon trên đùi của mình. Từ lúc anh tài xuống xe, ánh mắt của anh vẫn khóa chặt trên gương mặt của cô như vậy. Anh không nghĩ trên đời này lại có một cô gái xinh đẹp, động lòng người đến thế. Anh không nghĩ gần 30 năm trên cuộc đời, lần đầu tiên anh bị vẻ mặt của cô, hấp dẫn anh đến như vậy. Victor Nguyễn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, do có men rượu mà má của cô ửng hồng. Trông như vậy, lại càng mê đắm lòng người anh di chuyển bàn tay lên phát họa cặp lông mày như được tô vẽ của cô đến cặp lông mi dài cong vút như hai chiếc quạt đến chiếc mũi thanh tao như điều khắc rồi dừng lại ở cặp môi đỏ mọng gợi cảm của cô anh như đang khắc họa từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của cô vào tâm trí của mình sau cuối cùng victor nguyễn không kìm được mà cúi xuống áp môi mình lên môi cô sự mềm mại của đôi môi Thêm mùi hương tự nhiên từ cơ thể của cô Phát ra hòa lẫn với hương vị của rượu Khiến cả người anh nóng bừng Một hồi lâu sau Sợ Linh Đan không thở được Victor Nguyễn mới rời đi Còn Linh Đan Cô như đang đắm chìm trong một giấc mơ đẹp Trong mơ cô được vị đại bốt Victor Nguyễn đẹp trai hôn cô Nụ hôn của anh lúc nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay Lúc lại mạnh mẽ bá đạo Tựa như tính cách của anh vậy Cô không hề từ chối, mà còn phối hợp cùng anh dây dưa, chìm đắm trong nụ hôn sâu lãng ấy. Lúc Vích Tố Nguyễn rời đi, cô vô thức xoay người, đưa tay tìm kiếm, rồi ôm chặt lấy eo của anh. Vích Tố Nguyễn cả một đêm không thể chợp mắt. Không những vậy, anh còn bị những cuộc gọi liên tiếp tới máy của Linh Đan làm phiền. Cuối cùng anh phải tắt nguồn điện thoại của cô, thì mới được yên thân. Cũng may sáng sớm phía ông Puti Chai gọi tới cho Vích Tu Nguyễn thông báo ông có việc đột xuất nên không thể cùng anh đi tham quan nhà máy sản xuất trang thiết bị phòng tắm cao cấp Vích. Ông còn yêu cầu gửi mẫu và bảng báo giá để ông xem xét. Thấy Linh Đan mở mắt, sau đó lại nhắm mắt lại. Vích Tu Nguyễn nhìn vào đồng hồ trên tay mình, sau đó lên tiếng. Đã hơn 11 giờ trưa rồi, cô định nằm ngủ đến bao giờ đây? Hả? Linh Đan hét lớn một tiếng thất thanh. Rồi ngồi bật dậy... Khỏi người Victor Nguyễn... Cô không tin vào tai mình... Vội vàng cầm lấy bàn tay của anh... Và nhìn vào đồng hồ... 11 giờ rưỡi sao? Ờ... À, còn ông Puti trai thì sao? Tại sao Đại Bút lại không gọi tôi dậy? Còn xếp tài đâu? Không phải cô muốn ngủ tiếp sao? Bây giờ cô lại khẩn trương như vậy... Hai máu của cô đỏ bừng... Cô mở miệng nửa ngày... Không nói được lời nào nữa... Cũng chỉ tại cô uống vài ly rượu... Nên ngủ một mạch từ tối hôm trước... Tới tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh Cuối cùng Vích Tố Nguyễn Cũng nói cho cô biết sự thật Ông ấy có việc gấp Nên về nước rồi Giọng trầm ổn đầy sức hút của anh vang lên Làm cho Linh Đan bất ngờ Anh không những không nổi giận Mà còn giải thích nhẹ nhàng với cô sao Linh Đan lật đật mang giày Rồi cầm lấy túi sách Cảm ơn đại bút nhiều Tôi vào phòng làm việc Lấy hồ sơ hợp đồng đây ạ à? Victor Nguyễn nhìn cô một hồi sau đó gật đầu đồng ý. Anh không ngờ có giây phút anh lại muốn cản cô lại, không muốn cô thực hiện kế hoạch do chính bản thân anh sắp đặt. Linh đàn xuống xe một hồi lâu sau Victor Nguyễn mới lấy lại được cảm giác của chân bởi vì bị cô gối cả đêm. Anh xuống xe, bảo vệ đứng gần đó, chạy lại cung kính. Dạ chào Tổng Giám Đốc ạ. À. Tối hôm qua lúc rời khỏi, anh Tài có dặn bảo vệ canh trường xe bởi vì có tổng giám đốc trong đó Buổi sáng đến giờ giao ca Anh cũng không dám về Vì sợ xảy ra chuyện với tổng giám đốc Điều không ngờ tổng giám đốc của họ Lại ở cùng với một cô gái suốt đêm trên xe Lúc Linh Đan nói vào phòng lấy tài liệu Anh mới biết Cô là thư ký của tập đoàn Nên không ngăn cản cô Ai dám ngăn cản người phụ nữ Qua đêm với tổng giám đốc của họ chứ Vích Tố Nguyễn gật đầu Coi như chào bảo vệ Sau đó lên xe tự lái về lúc linh đan lấy bản hợp đồng từ phòng thư ký xuống chiếc siêu xe phiên bản dài của victor nguyễn không còn đứng đó nữa cô lập tức đi taxi về nhà có rất nhiều xe taxi đi ngang trước mặt nhưng cô vẫn đứng ngây ngốc một chỗ giống như người mất hồn giữa trưa nắng gắt nếu ai không biết lại nghĩ rằng cô thần kinh không được bình thường mà thú thật lúc này cô bị điên rồi tại sao lại nằm mơ vị đại bốt ác ma hôn mình chứ hơn nữa cô còn gối đầu lên đùi anh, ôm chặt anh ngủ cả một đêm dài. Người tình anh tài của anh có biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và anh ở trên xe hay không chứ? Tại sao tên đại ma vương đó lại chịu đựng cho cô ôm anh ta ngủ nguyên một đêm như vậy? Đúng là chuyện lạ có thật. Đầu óc Linh Đan lúc này như muốn nổ tung, điều quan trọng nhất là cô cần đưa bản hợp đồng cho Victor Nguyễn xem qua trước, thế mà cô lại bỏ qua nó. Victor Nguyễn mặc bộ đồ vét màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng, hai tay nhét túi quần, gương mặt anh âm trầm, ánh mắt nhìn xa xăm vô định. Đây là sân biệt thự gần sông Sài Gòn tại quận 2, nơi anh sống. Giản ánh sáng thông minh gắn quanh bể bơi vô cực, có thể thay đổi sắc màu theo ý của chủ nhân. Xa xa là ánh sáng, phát ra từ những tòa nhà cao tầng, điểm thêm ánh sáng phát ra từ những chiếc thuyền, Du thuyền trên sông Sài Gòn khiến khung cảnh càng trở nên lung linh và huyền ảo. Victor Nguyễn chuẩn bị đồ để đi dự đám cưới của Thanh Hòa, nhưng tâm trí của anh lại luôn hướng về một nơi nào đó, khiến anh cảm thấy phiền muộn và cuối cùng anh quyết định không đi. Linh Đan mặc bộ đồ vest công sở tới chi nhánh tại Phú Quốc của tập đoàn Thiên Long, đứng đối diện với cô là một người đàn ông khá lớn tuổi, ông đưa tay ra bắt tay với cô. Chào cô, tôi là Trương Công Cường, giám đốc kinh doanh của tập đoàn Thiên Long. Còn đây là Hồ Bá Phi, đại diện pháp luật của tập đoàn Thiên Long. Ông Cường chỉ anh thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh, Linh Đan bắt tay với ông Cường và Phi. Tôi là Trần Linh Đan, thư ký của tập đoàn Victory, rất vui được làm việc với bác và anh ạ. À. Sau khi nhân viên tiếp nước, đi ra ngoài, ông Cường mới lên tiếng. Tuần trước Tổng Giám đốc của tập đoàn Victory và tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Long đã trực tiếp qua đây khảo sát công trình khu nghỉ dưỡng cao cấp và hạng mục 200 căn biệt thự đơn lập cao cấp. Hôm nay chúng ta ký hợp đồng nói riêng. Bởi vậy chúng ta không cần đi khảo sát một lần nữa. À dạ vâng ạ. À. Lẽ ra hôm nay tổng giám đốc bên cháu đích thân qua đây ký hợp đồng nhưng do anh ấy có việc đột xuất nên cháu đi ký thay à? Sau khi Linh Đan và ông Cường ký vào bản hợp đồng, mỗi người giữ một bản, Cô lại cười tươi và nói tiếp. "Đây là bản hợp đồng đầu tiên cháu được đặt bút ký trong sự nghiệp đi ạ." À? Ông Cường đưa bản hợp đồng cho đại diện pháp lý rồi quay qua Linh Đan, ông nở một nụ cười phúc hậu. "Không giấu gì cháu, đây cũng là bản hợp đồng cuối cùng trong sự nghiệp của bác. Hết ngày hôm nay, bác sẽ bàn giao lại chức vụ giám đốc kinh doanh cho người mới." Nhìn bác còn trẻ như vậy, cháu không nghĩ Bác lại đến tuổi về hưu đâu à? Thì ra đây là lý do, Hoàng Long mời cô về làm vị trí giám đốc kinh doanh của tập đoàn Thiên Long để thay vào vị trí của ông Trương Công Cường sao? Linh Đan rời khỏi công ty chi nhánh của tập đoàn Thiên Long, đúng lúc trời mưa xuống như chút nước, cả bầu trời Phú Quốc bao trùm một màu xám xịt, chiếc cặp tài liệu trên tay cô không thể nào che hết những dòng nước mưa xối xả tạt vào người của cô, nhưng trên môi của cô vẫn luôn giữ một nụ cười, nụ cười trong veo hồn nhiên của một cô gái khi vừa mới ký được hợp đồng đầu tiên trong sự nghiệp. Cô không biết rằng mình chỉ là một con tốt trong một bán cờ và được người khác sắp đặt. Đang mải mê nghịch điện thoại trong phòng chờ chuẩn bị lên máy bay, Linh Đan không để ý, người vừa ngồi xuống bên cạnh cô cho đến khi ông Trương Công Cường lên tiếng. Cháu không ở lại Phú Quốc, mà về thành phố luôn sao? Dạ, cháu cho bác Bác cũng về thành phố ạ? À? <laughs> Bà qua Thái Lan du lịch Bác gái bay từ Hà Nội qua đó trước rồi Hứa hẹn nhiều lần Nhưng hôm nay nghỉ hưu Bác mới có dịp đưa bác gái đi du lịch Vậy cháu chúc hai bác Có chuyến du lịch vui vẻ ạ? À? Ừ, cảm ơn cháu Sáng hôm sau trời mưa rất to Không khí đậm mùi ẩm mốc Điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Linh Đan, cô vui vẻ đi làm, mặc dù từ nhà cô tới trụ sở chính của tập đoàn Victory không xa, nhưng vì trời mưa, tình trạng kẹt xe càng trở nên trầm trọng, ngày thường chỉ mất 10 phút, nhưng ngày hôm nay, Thanh Nhã chờ cô, đi tận 30 phút mới tới nơi. Thanh Nhã sốt ruột ngó ngang ngó dọc, nhìn dòng xe đông như mắc cửi phía trước, còn Linh Đan ngồi trên ghế phụ vẫn nhún nhảy theo lời bài hát. 60 năm cuộc đời đang phát trên xe. Thanh Nhã liếc nhìn cô. Sáng nay cậu uống nhầm thuốc à? Linh đàn vươn tay lên vuốt má Thanh Nhã, cô dùng lời bài hát để đáp lại. Em ơi có bao lâu, 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. Bước vào phòng thư ký, sau khi họp phân công công việc cho các thành viên trong phòng, Linh Đan cầm bàn hợp đồng đã ký với chi nhánh Phú Quốc của tập đoàn Thiên Long và lịch trình trong ngày của Tổng Giám Đốc đi lên phòng làm việc của Victor Nguyễn. Trước khi gõ cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc để báo cáo công trạng, cô hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc đang vô cùng phấn chấn của cô. Mời vào! Linh Đan đẩy cửa bước vào. Cô đứng trước bàn làm việc của Victor Nguyễn như mọi khi, sau đó lễ phép lên tiếng. Dạ chào đại bốt ạ. À. Từ khi Linh Đan bước vào, Victor Nguyễn không hề ngừng mặt lên. Nghe giọng Linh Đan, anh vẫn dán mặt vào tập tài liệu trên bàn. Anh chỉ vào ghế đối diện, ý muốn cô ngồi xuống. Linh Đan đặt bàn hợp đồng trước mặt anh. Dạ thưa tổng giám đốc, đây là bản hợp đồng đã ký với công ty chi nhánh tại Phú Quốc của tập đoàn Thiên Long ạ. À. Lúc này Victor Nguyễn mới ngước mắt lên nhìn cô. Anh cầm bàn hợp đồng rồi lật từng trang xem. Càng đọc nét mặt của anh càng thâm trầm Và cuối cùng anh đập mạnh bàn hợp đồng xuống bàn trước mặt Linh Đan Khiến cho cô giật mình Ánh mắt anh phóng về phía cô chứa đầy lửa giận Giọng anh như sấm vang rền Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Quốc của tập đoàn Thiên Long Rộng 10 hecta có vốn đầu tư 3 tỷ đô la Bao gồm nhiều hạng mục trong đó Có hạng mục 200 biệt thự đơn lập Nghỉ dưỡng cao cấp Victor Nguyễn ngừng nói anh chậm rãi uống một ngụm cà phê, ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn cô, khiến Linh Đan ớn lạnh. Vị tổng giám đốc này thật rỗi việc, dự án của tập đoàn Thiên Long đầu tư bao nhiêu tiền, bao nhiêu hạng mục thì liên quan gì tới cô chứ? Tại sao vừa sáng ra, anh lại dùng giọng điệu và ánh mắt đòi mạng để nói với cô? Thái độ của anh làm như cô có lỗi, với 18 đời tổ tông của anh không bằng. Sau khi đặt ly cà phê xuống, anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn và tiếp tục lên tiếng. Hợp đồng này chỉ riêng hạng mục 200 căn biệt thự nghỉ dưỡng, cao cấp, nhưng nếu được lắp đặt toàn bộ trang thiết bị nội thất cao cấp của Victory. Cô đã đi khảo sát qua nhà máy sản xuất trang thiết bị nội thất cao cấp của Victory rồi. Cô cũng xem qua bảng báo cáo chi tiết sản phẩm rồi. Vậy xin hỏi, thư ký Linh Đan, cô có thể cho tôi biết hợp đồng này trị giá khoảng bao nhiêu không? Đại não Linh Đan nhanh chóng hoạt động, trong hợp đồng ghi rõ 200 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp này được thiết kế xây dựng và lắp đặt theo dạng mô đường. Nếu như toàn bộ gạch lát sàn, gạch trang trí dùng bằng đá cầm thạch, đèn trang trí, thiết bị phòng tắm, phòng vệ sinh đều được lắp đặt loại cao cấp. Nên cô không do dự, trả lời Victor Nguyễn. Khoảng 400 tỷ đồng. Không hổ danh là tiến sĩ kinh doanh của Đại học Harvard. Chính xác, hợp đồng này trị giá 20 triệu đô la. Victor Nguyễn đứng dậy, chống hai tay xuống bàn. Anh không người áp sát gương mặt Linh Đan đang ngồi đối diện. Ánh mắt anh như chim ưng, khóa chặt trên gương mặt của cô, khiến cô không có đường lui. Một hợp đồng trị giá 20 triệu đô la. Nhưng tại sao? Cô chỉ ký có 2 triệu đô la. Chỉ trong chốc lát, gương mặt Linh Đan bỗng tái nhợt, hô hấp trở nên rồn rập, toàn thân vô lực. Lý trí cuối cùng ép cô không được gục ngã trước vị đại ma vương này hình ảnh linh đan lúc này khiến trái tim của victor nguyễn co rút lại như có một bàn tay vô hình bóp chặt thế nhưng ánh mắt thâm thúy của anh vẫn dán trên gương mặt của cô chờ đợi câu trả lời linh đan lấy bình tĩnh để đối chọi với ánh mắt như lưỡi sao của victor nguyễn đang chĩa về phía cô cô lên tiếng lúc nhận hợp đồng từ chị thanh hòa Tôi hỏi chị ấy để xác nhận, rõ ràng chị ấy nói, hợp đồng trị giá 2 triệu đô la cơ mà. Vích Tố Nguyễn đứng thẳng lưng, nhưng ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang hoảng loạn của cô. Thế tại sao? Cô không đưa qua cho tôi kiểm duyệt, trước khi cô đi Phú Quốc. Hôm thứ Bảy, lúc tôi lên phòng lấy hợp đồng xuống, thì anh đã đi rồi. Hơn nữa, anh cũng nói chị Hòa soạn sẵn rồi, nên tôi rất tin tưởng chị ấy. Lúc cô lên phòng làm việc lấy bàn hợp đồng đi xuống thì đúng là anh đã lái xe rời đi. Thật ra cô có nhiều cách để liên lạc với anh nhưng cô lại chọn cách tin tưởng thanh hòa. Linh Đan biết mình càng nói càng sai. Cô biết mình đã phạm phải một sai lầm nghề nghiệp vô cùng lớn. Hơn nữa sai lầm này nhẹ ra không nên xảy ra với một tiến sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Harvard giống như cô. Anh nở một nụ cười lạnh đến thấu xương nói với cô. Nếu như hợp đồng đó, chị Hòa ghi cô đi bán thân, cô cũng chọn tin tưởng mà ký sao? Trước lời chất vấn sắc bén của anh, cô không có cách nào có thể phản bác. Cô cho rằng, trong việc này, cô là nạn nhân sao? Linh Đan đang cố gắng giữ bình tĩnh. "Thưa tổng giám đốc, hợp đồng là do tôi ký, nhưng rõ ràng chị Thanh Hòa soạn sẵn, tôi chỉ là người thay mặt anh ký vào đó." Trước lời biện bạch không có cơ sở của Linh Đan, anh nhàn nhã ngồi xuống ghế của mình, anh lười biếng tựa lưng vào ghế, ánh mắt của anh sắc lạnh, vẫn không rời khỏi cơ thể của cô. Được, nếu như cô chứng minh được hợp đồng này là do Thanh Hòa soạn, tôi sẽ không tra cứu trách nhiệm với cô. Nhưng nếu như cô không chứng minh được mình vô tội, thì cô hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về sai phạm của cô. Tôi đồng ý. Hai ngày, anh cho tôi hai ngày. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, tôi hoàn toàn vô tội. Tôi cho cô một tuần. Sáng thứ ba tuần sau đúng 8 giờ, có mặt tại phòng làm việc của tôi và báo cáo kết quả. Đương nhiên, thời gian đó cô vẫn được tính lương. Trong phút chốc, hình tượng đại ma vương của Victor Nguyễn trong mắt Linh Đan biến mất, thay vào đó là hình tượng một vị đại bốt đáng kính, cô nghiêm túc. Cảm ơn đại bốt linh đan đứng dậy đưa tập tài liệu trên tay cho victor nguyễn cô cười thật tươi và nói với anh còn đây là lịch trình trong ngày của đại bốt ạ à? victor nguyễn không ngờ trong trường hợp này mà linh đan vẫn lạc quan như vậy thậm chí cô vẫn có thể cười được sao nụ cười trong veo hồn nhiên của cô như ánh nắng ban mai có thể xua tan cái ẩm ướt lạnh giá của mưa sài gòn khiến anh trong giây lát muốn bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm mọi hận thù đối với cô anh không dám đối diện với ánh mắt hồn nhiên đó của cô mà chuyển sự tập trung sang tờ lịch trình mà cô vừa đưa cho anh. Cô có thể đi làm việc của cô. Mọi việc trong phòng thư ký, tôi sẽ có sắp xếp sau. Dạ vâng, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Victor Nguyễn xem qua bảng lịch trình. Một hồi sau anh ngước mắt lên, vẫn thấy Linh Đan đứng nguyên một chỗ, khiến cho anh giật mình. Ơ, ừ, sao cô còn chưa đi? À... Thưa Tổng Giám Đốc, chuyện kia... Chuyện gì? Hai tay Linh Đan đan vào nhau, cô cúi đầu, cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Victor Nguyễn, mà chỉ lén nhìn trộm thái độ của anh. Giọng cô hạ xuống, mức thấp nhất có thể. Đại bốt có thể không công khai sai phạm này của tôi được không ạ? À? Bộ dáng của Linh Đan lúc này không khác gì một đứa bé phạm lỗi đang bị ba mẹ trách phạt trông vô cùng đáng yêu. Anh muốn ngay lập tức ôm cô vào lòng, mà cưng nượng cô. Nhưng lý trí của anh lại không cho phép. Anh mắc thêm sai lầm một lần nữa. Gương mặt của anh trở nên thâm trầm, ánh mắt sắc như dao nhìn cô. Cô nghĩ đây là nơi nào mà một sai phạm lớn như vậy lại có thể che giấu chứ? Sao cô không nghĩ đây là một bài học để nêu gương, cho người khác rút kinh nghiệm? thái độ và giọng nói của victor nguyễn khiến cả người linh đan run rẩy cảm giác căn phòng bỗng chốc lạnh xuống âm độ cô thầm cảm thán tại sao con người này có thể thay đổi nét mặt nhanh như vậy chứ khoảng cách từ một vị đại bốt đáng kính sang một tên đại ma vương cũng chỉ bằng thời gian lật một trang giấy nghĩ đến sai phạm của mình bị công khai trước mọi người linh đan không biết phải đối mặt như thế nào một tiến sĩ quản trị kinh doanh xuất sắc của đại học hàng đầu thế giới, từng là tấm gương của rất nhiều sinh viên trong học tập, được nhiều giáo sư đầu ngành đánh giá cao. Sau khi tốt nghiệp, có rất nhiều tập đoàn ngỏ ý muốn mời cô làm việc, nhưng cô lại phạm một sai lầm nhỏ không đáng có. Linh đang vận dụng chiêu làm nũng, mỗi lần phạm lỗi bị mẹ phạt, cô đi lại gần Victor Nguyễn lay lay nhẹ cánh tay áo anh, nét mặt của cô đầy thương tâm, giọng nói cũng nhẹ nhõng nhẽo, như một đứa trẻ biết mình có lỗi. Đại bốt à, anh có thể bỏ qua cho tôi lần này được không? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi phạm lỗi. Hành động và lời nói của cô liền chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh, khiến nó không ngừng thổn thức. Anh muốn vươn tay kéo cô ngồi xuống lòng mình, nhưng lý trí mách bảo anh không thể nào trúng một phát súng của cô Mà đầu hàng ngay được Ý của cô Là còn có lần sau sao Tuyệt đối không có thưa tổng giám đốc Từ nay về sau tôi sẽ cẩn thận trong công việc Cảm đoàn với đại bót Tôi không có lần sau Đây là lần duy nhất à Victor Nguyễn nhìn xuống tay áo Đang bị Linh Đan lôi kéo Lại nhìn lên gương mặt đáng thương của cô Mà không biết nói gì Nhận thấy nét mặt của Victor Nguyễn có chút chuyển biến, nhưng vẫn không lên tiếng Linh đàn nhớ tới nụ hôn của anh trong giấc mơ Nhớ tới chuyện cô gối đầu lên đùi anh ngủ trên xe Mặt của cô bỗng chốc đò bừng Cô muốn ngay lập tức rời khỏi đây Nhưng nghĩ tới trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người Khi sai phạm của cô bị công khai Cô đành làm liều Cô ôm chầm lấy cánh tay Và không ngừng lay qua lay lại Mặt của cô cọ vào cánh tay của anh Đi mà đại bốt à, Chỉ duy nhất một lần này thôi mà Victor Nguyễn nhìn cô như bị á khẩu, Linh đàn tiếp tục chiêu làm nũng với cô. "Đại bốt anh Minh ơi, đại bốt tốt bụng, đại bốt đẹp trai, chỉ duy nhất lần này thôi mà." Linh đàn lúc này như một chú mèo con đang lấy lòng chủ nhân của mình, gương mặt xinh xắn ửng lên một tầng đỏ, khiến cô càng trở nên xinh đẹp và hấp dẫn hơn, vì vậy mà nơi nhạy cảm nhất của người đàn ông trong cơ thể của anh liền có phản ứng. Anh không chắc chắn mình có thể giữ được bình tĩnh hay không nếu như Linh Đan tiếp tục tiếp xúc thân thể với anh. Ánh mắt của anh trở nên đỏ rực. Thôi được rồi, tôi cho cô một cơ hội. Đúng 8 giờ thứ ba tuần sau, nếu không có mặt tại phòng này để báo cáo kết quả, thì tôi sẽ công khai sai phạm của cô trên kênh truyền thông của tập đoàn Victory. Linh Đan nhảy lên vì sung sướng, cô đưa hai tay mình lên, nhéo hai bên má của Victor Nguyễn cưng nựng, rồi hôn chụt lên má của anh một cái. Cảm ơn đại bốt đẹp trai ạ. À? Linh đàn nhanh chóng đứng thẳng người, sau đó gặp người 45 độ. Chúc đại bốt một ngày vui vẻ, tràn đầy năng lượng ạ. À? Sau đó cô xoay người 90 độ, nhảy chân sáo bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa phòng lại cho Victor Nguyễn, cô lại nói với anh. Đại bốt yên tâm, tôi giữ bí mật giới tính cho đại bốt. Không có chuyện gì đâu ạ. À? Nói xong cô vội vàng đóng cửa rồi chạy nhanh như một cơn gió. Victor Nguyễn vọt vào phòng tắm, xả qua nước lạnh để áp chế ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong cơ thể của anh. Tắm xong đầu óc anh còn ướt, ngồi vào bàn làm việc rồi đưa tay lên bắt trước động tác của Linh Đan, tự nhéo vào má của mình. Anh vừa nhéo lại vừa mỉm cười. Trường kiến hình ảnh xưa nay chưa từng có của Victor Nguyễn, anh tài hốt hoảng, quay qua hỏi Nguyên Vũ bọn mình vừa đi nhầm phòng à? Anh Tài còn quay ra cửa nhìn vào tấm bảng hiệu được gắn trên cửa phòng. Nhưng đây rõ ràng là phòng của tổng giám đốc cơ mà. Nguyễn Vũ lắc đầu cười cười, sau khi xác nhận, anh Tài ném chùm chìa khóa của mình về phía Victor Nguyễn. Cậu dẹp cái vẻ ghê tởm đó lại có được không? Tớ còn tưởng bọn tớ đi nhầm phòng đấy victor nguyễn nhanh tay bắt lấy chùm chìa khóa lúc này anh mới ý thức được rằng sự xuất hiện của anh tài và nguyên vũ trong phòng làm việc của anh các cậu bước vào không biết gõ cửa nguyên vũ cũng không ngại trêu chọc victor nguyễn từ trước tới giờ bọn mình đi vào phòng cậu có bao giờ gõ cửa đâu sao hôm nay cậu lại yêu cầu dở hơi như vậy chứ à hay là cậu bị ma nhập Victor Nguyễn ném chùm chìa khóa trả lại cho anh Tài. Anh cũng không thèm trả lời câu hỏi của anh Tài nữa, mà chỉ liếc xéo anh một cái. Anh Tài ngồi xuống ghế đối diện với Victor Nguyễn gần Nguyên Vũ. Sau đó Vũ lên đùi Nguyên Vũ, vang lên một tiếng đét, khiến Nguyên Vũ đau đớn, nảy cả chân. Nếu không phải là ma nhập, thì chính là cậu đang yêu. Là ai thế? Khai báo nhanh còn kịp. Trước câu hỏi truy vấn của anh Tài, Mặt của Victor Nguyễn trong phút chốc đỏ bừng. Anh Tài cười lớn. Sao? Là ai? <laughs> Tảng băng ngàn năm như cậu mà có ngày đỏ bừng cả mặt thế kia sao? Là cô gái nào lại có thể di chuyển được cậu chứ? Victor Nguyễn thẹn quá hóa giận. Khi bị anh Tài vạch trần, anh cầm tập tài liệu định ném về phía anh Tài, liền bị Nguyên Vũ cản ngăn. Nguyên Vũ giải vây cho anh. Cuộc họp hội đồng quản trị bên tập đoàn Thiên Long đã thông qua dự án liên kết với chúng ta mở ngân hàng. Cậu có ý định đi gặp riêng ông Bằng không? Nếu như kéo dài thời gian rất khó xử với phía Thiên Long đấy. Cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn Victory nhằm thông qua dự án liên kết với tập đoàn Thiên Long mở ngân hàng thương mại ngày hôm qua đã bị hủy bỏ do ông Nguyễn Văn Bằng và một số cổ đông vắng mặt với lý do bị ốm. Anh tài phản đối. Cậu không thể nào để ông ta lên mặt như vậy, cậu không cần về cúi đầu, cách tốt nhất là nghĩ cách đá ông ta ra khỏi hợp đồng quản trị, càng nhanh càng tốt. Từ trước tới nay, bất kể là nhân viên hay cổ đông của tập đoàn Victory, nếu ai có ý định đối đầu Victor Nguyễn đều bị anh đá bay khỏi vị trí mà không cần phải suy nghĩ, bởi vì Victory là tâm huyết của anh, do một bàn tay anh gây dựng, không thể nào để kẻ khác có ý định thao túng và làm phản. Quan điểm của anh một nước không thể có hai vua. Nhưng lần này người muốn đối đầu với anh lại chính là cậu của anh nên anh rất khó xử. nguyên Vũ lên tiếng. Hôm chủ nhật cậu không đi dự đám cưới Thanh Hòa, cũng không đi dự tiệc ăn mừng chào đón con gái cưng của ông Bằng có phải không? Vịch Tổ Nguyễn chưa kịp lên tiếng, anh Tài vội vàng cướp lời ngay. Cậu hỏi thừa, nếu cậu ấy đi dự tiệc mừng con gái ông ta về nước thì dự án chắc chắn đã được thông qua rồi. Làm gì đến lượt chúng ta ngồi đây tán gẫu với nhau chứ? Victor Nguyễn đứng dậy, cầm áo vét đang vắt sau ghế, mặc vào, rồi nhìn anh Tài và Nguyên Vũ. Đi thôi, chuyện đó tớ sẽ có cách giải quyết. Ba người hôm nay qua Thủ Đức xem xét tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án khu dân cư của tập đoàn Victory. Anh Tài và Nguyên Vũ còn chưa kịp đứng dậy thì có tiếng gõ cửa. Victor Nguyễn vừa chỉnh sửa lại áo vét vừa lên tiếng. Mời vào. Bước vào phòng là một cô gái trẻ, mặc váy body màu đỏ ngắn, ôm sát lấy cơ thể. Mái tóc dài nhuộm màu vàng đồng, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, đặc biệt là đuôi môi tô màu đỏ, khiến trông cô ta vô cùng gợi cảm. Cô ta đi quốc cao hơn 10cm, nhìn tổng thể, trông cô ta giống như người mẫu vậy. Ba người đàn ông trong phòng cùng hướng về cô gái, với một ánh mắt vô cùng tò mò. Cô gái có vẻ phấn khích, đi đến trước mặt Victor Nguyễn rồi ôm chầm lấy anh. Anh hai. Ánh mắt của Victor Nguyễn nhìn anh Tài và Nguyên Vũ như muốn hỏi. Tôi có em gái sao? Hồi nào và ở đâu vậy? Tại sao tôi không hề hay biết? Victor Nguyễn đẩy cô gái kia ra, nét mặt thâm trầm nhìn cô ta. Cô là ai? Từ trước tới giờ anh không có khái niệm nhẹ nhàng với bất kỳ ai, dù đó là phụ nữ, thấy nét mặt đáng sợ và hành động không hề thương hoa tiếc ngọc của anh, cô gái ủy khuất dùng hai tay đấm liên tiếp lên ngực của Victor Nguyễn. Ghét anh hai thật đấy, bé út của anh mà anh không nhận ra sao? Không thèm chơi với anh hai nữa. Thấy hành động của cô gái, Nguyễn Vũ và anh Tài bật cười thành tiếng, Victor Nguyễn đánh ánh mắt cảnh cáo sang hai người bạn thân. Cô gái đẩy Victor Nguyễn sang một bên, đi đến trước mặt anh Tài. Cô đưa tay ra bắt tay với anh. Chào Phó Tổng Giám Đốc Nguyễn Anh Tài Nụ cười trên môi anh Tài chợt tắt Anh chưa kịp phản ứng Thì cô gái lại chuyển sang bắt tay với Nguyên Vũ Chào Phó Tổng Giám Đốc Trần Nguyên Vũ Em tên là Nguyễn Mai Vi Con gái của ba Nguyễn Văn Bằng Rất vui được làm quen với hai anh ạ à? Nói chính xác Đây là lời tuyên bố Gốc gác của Mai Vi Trước khi đến gặp Victor Nguyễn Mai Vi được ông Bằng giới thiệu qua bộ máy lãnh đạo của tập đoàn Victory để cô ta nhận diện. Vậy nên dù mới gặp lần đầu tiên, cô ta đã biết được đích danh hai vị phó tổng giám đốc đẹp trai, anh Tài và Nguyên Vũ. Lúc Mai Vi chào hỏi mình, anh Tài và Nguyên Vũ ngạc nhiên không kém Victor Nguyễn. Trong đó hai người đều đặt một dấu chấm hỏi, mình cũng quen biết cô gái này sao? Nhưng đến khi cô ta giới thiệu tên, thì tất cả đều vỡ lẽ không hổ danh là con gái của phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn victory người đang khiến họ đau đầu và nhức óc sau khi mai vi giới thiệu victor nguyễn đưa tay lên đỡ chán mình mai vi là con gái ông nguyễn văn bằng ông là cậu của victor nguyễn ngày nhỏ anh ở nhà ông bà ngoài cùng với gia đình ông bằng anh và mai vi rất thân thiết với nhau nên không có chuyện anh lại không nhận ra cô như thế này Victor Nguyễn nhìn Mai Vi một lượt từ đầu đến chân, sau đó lên tiếng. Em đi qua bên anh đi du học, hay là qua bên đấy, phẫu thuật thẩm mỹ vậy? Có anh Tài và Nguyên Vũ ở đây, nhưng Victor Nguyễn không hề nề mặt, khiến Mai Vi vô cùng xấu hổ. Cô ta định lấy tay che miệng Victor Nguyễn, không cho anh nói tiếp, nhưng liền bị anh hất tay ra và tiếp tục lên án. Em lên máy bay về nước mà không bị nhân viên cảnh quan sân bay giữ lại sao? mai vì xấu hổ tới mức phải lấy túi sách che mặt mình, Victor Nguyễn nói không hề sai, bởi vì gương mặt thực tại của cô ấy khác xa so với hình trong hộ chiếu, nên khi lên máy bay về nước, cô ta bị nhân viên sân bay giữ lại. Để chứng minh người trong hộ chiếu chính là mình, cô ta phải đi chuyến bay sau đó. Victor Nguyễn không quan tâm đến Mai Vi đang rất xấu hổ, anh lại tiếp tục: Em họ, em tới đây làm gì? À, em tới đi làm. Em định đi làm ngày hôm qua Nhưng mẹ nói để hôm nay đi Bởi vì ngày hôm nay là ngày đẹp trời Vừa nói cô ta lấy từ trong túi sách Ra một tập hồ sơ cá nhân Anh Tài và Nguyên Vũ Không rủ nhau cùng bật cười Victor Nguyễn nhìn vào tập hồ sơ Và nói tiếp Em nộp hồ sơ vào phòng nhân sự Nằm dưới tầng 1 Họ hẹn em phỏng vấn ngày nào Thì đi phỏng vấn Không, em muốn làm thư ký Ba em nói với chị Hòa vừa mới nghỉ làm Em muốn thay thế vị trí của chị ấy. Nghe tới đây, anh Tài và Nguyên Vũ đều hướng ánh mắt về phía Victor Nguyễn, đang chờ đợi quyết định của anh. Em đem hồ sơ nộp vào phòng nhân sự. Dựa vào hồ sơ, sẽ có chuyên gia phỏng vấn năng lực cá nhân của em, rồi sau đó sắp xếp công việc mới cho em. Còn bây giờ, anh phải ra ngoài có việc. Lần đầu tiên Victor Nguyễn nhẫn nại với một cô gái đến như vậy, mai vi để tập hồ sơ cá nhân của mình xuống bàn làm việc của victor nguyễn sau đó cô ta đứng dậy đi tới chỗ anh đang đứng vậy anh phỏng vấn em đi em không muốn làm việc khác đâu em chỉ muốn thay thế vị trí của chị hòa thôi có một nguyễn văn bằng khó xử lý nay lại xuất hiện một nguyễn mai vi khó xử hơn khiến anh tài và nguyên vũ ngao ngán hai người cùng đứng dậy bước ra ngoài nguyên vũ nói với victor nguyễn tụi mình đợi cậu dưới lầu nhé không còn cách nào khác victor nguyễn đành phải thỏa hiệp thôi được rồi em về trước đi ngày mai lại đến anh phải ra ngoài có việc từ nhỏ victor nguyễn đã biết tính cách của mai vi nếu cô ta thích cái gì thì cô ta sẽ mè nheo đến khi đạt được mới thôi cường với cô lúc này chỉ mất thời gian thêm anh tài và nguyên vũ nghe victor nguyễn nói mà giật mình đứng lại hai người cùng xoay người nhìn victor nguyễn như muốn nghe một lời giải thích của anh không phải chức trưởng phòng thư ký là của linh đan rồi sao mặc dù linh đan cũng mới vào làm việc nhưng cô đã chứng minh được năng lực của mình dư sức để đảm nhiệm chức trưởng phòng thư ký còn mai vi chưa biết năng lực thế nào chỉ cần một lời nói lại có được chức trưởng phòng thư ký của tập đoàn hàng đầu việt nam sao một Victor nguyễn anh minh quyết đoán đi đâu rồi chứ tại sao lại nhu nhược trước hai cha con nhà kia như vậy sau khi nghe victor nguyễn nói mai vi nhảy lên vì sung sướng cô ta định hôn lên má victor nguyễn nhưng liền bị anh né tránh em biết ngay mà chỉ có anh hai là người thương em nhất thôi anh tài và nguyên vũ tỏ vẻ mệt mỏi cùng nhau bước ra khỏi phòng tổng giám đốc hôm nay là ngày đẹp của victor nguyễn thì đúng hơn chỉ trong một thời gian ngắn anh lại được hai cô gái xinh đẹp cưỡng hôn victor nguyễn về bàn làm việc của mình anh lấy hồ sơ cá nhân của mai vi ra xem sau khi xem xong anh nhìn cô ta nghiêm túc anh cho em một tuần thử sức ở chức vụ thư ký trưởng đích thân anh sẽ trực tiếp giám sát em nếu như không đạt yêu cầu thì em phải đồng ý với anh bắt đầu từ vạch xuất phát giống như bất cứ nhân viên mới vào làm tại tập đoàn này ok chứ một tuần á? Một tuần làm sao biết được năng lực của em chứ? Anh cho em thử sức một tháng nhé. Nếu muốn xem người nào có năng lực, làm ở vị trí nào, Victor Nguyễn chỉ cần chưa đến 30 phút, cùng lắm là một ngày thôi. Như Linh Đan, chỉ cần làm việc trong một ngày là anh biết được cô có thể đảm nhận trước trường phòng thư ký hay không. Thậm chí trong một tuần làm việc chung, anh biết khả năng của cô còn cao hơn nữa, chứ không dừng lại ở trước trường phòng thư ký còn mai vi chỉ cần xem qua thành tích học tập anh biết cô ta không thể đảm nhiệm chức vụ này anh đồng ý cho cô ta làm vì biết tính cách ngang ngược của cô ấy hơn nữa anh thử thách cô một tuần vừa kịp thời gian linh đan trở về vừa trong thời gian họp hội đồng quản trị vào thứ hai tuần sau ông bằng sẽ vì sự tín nhiệm của anh với mai vi mà thay đổi ý kiến nhưng mai vi lại yêu cầu một tháng sau vượt qua dự tính của anh nên anh không thể nào thỏa hiệp được nếu em không đồng ý một tuần thì em về đi victor nguyễn đứng dậy cầm hồ sơ cá nhân của mai vi trả lại cho cô ta rồi đi ra khỏi phòng anh quay đầu nói lại với cô ta ra ngoài cho anh đóng cửa nào anh còn phải đi công việc em muốn đi theo anh hai hay là anh cho em làm thư ký riêng của anh nhé em không cần chức trưởng phòng thư ký kia nữa có được không Victor Nguyễn gỡ tay Mai Vi ra, nghe đề nghị của cô mà cả người anh nổi một tầng gai ốc. Tưởng tượng đến cảnh đi đâu, Mai Vi cũng dính lấy mình, anh lại không dám ra điều kiện với cô ta nữa. Thôi được rồi, anh đồng ý cho em thử việc một tháng. Dứt lời anh chỉ tay vào phòng nghỉ. Trong đó có phòng tắm, em đi rửa gương mặt dọa người của em trước đi đã. Anh dẫn em qua phòng thư ký, Mai Vy không nghe theo lời Victor Nguyễn mà bước ra khỏi phòng làm việc của anh trước. Nhưng mà em thấy đẹp mà anh hai, để như vậy em mới tự tin hơn. Để tự tin xuất hiện trước mặt Victor Nguyễn, Mai Vy thức dậy từ rất sớm để trang điểm đấy. Cô ta về tẩy trang rồi lại trang điểm lại mấy lần, sau đó mới hài lòng. Anh lại phát ngôn, gương mặt của cô dọa người sao? Mai Vy tỏ vẻ thất vọng. Victor Nguyễn bó tay với tính cách ngang ngược của cô em họ anh đành phải lấy nội quy của tập đoàn ra nói chuyện với cô. Còn nữa, từ ngày mai em phải mặc đồng phục của phòng thư ký theo điều 50 nội quy của tập đoàn, nếu như không mặc đồng phục sẽ bị trừ một ngày lương, hiểu chứ? Nội quy của tập đoàn có 100 điều, sau sự việc này chắc anh phải bổ sung thêm điều 101 cấm trang điểm đậm khi đi làm. Nhắc tới nội quy của tập đoàn, Mai Vi không thể phản kháng. Thôi được rồi, em biết rồi mà. Victor Nguyễn Đích Thần đưa Mai Vi xuống phòng thư ký. Sự xuất hiện hai người khiến cả phòng hết sức ngạc nhiên. Mọi người đứng dậy đồng thanh chào hỏi. Chào Tổng Giám Đốc ạ. À? Ánh mắt tò mò của mọi người vẫn đặt trên người của Victor Nguyễn và Mai Vi. Từ trước tới nay, anh chưa hề xuất hiện ở phòng thư ký. Nếu có việc cần, anh chỉ cần gọi điện hoặc là gửi qua email. Thấy Victor Nguyễn đang đứng ở đó, Nhung nghĩ anh tới gặp Linh Đan Vội vàng lên tiếng Mời Tổng Giám Đốc và chị vào trong ngồi Chị Linh Đan vừa mới ra ngoài rồi à Không cần đâu Dứt lời anh nhìn qua người phụ nữ trung niên Giữa chức vụ phó trưởng phòng thư ký Chị Trang này Từ nay chị chịu trách nhiệm ở phòng thư ký Mọi vấn đề chị có thể liên hệ trực tiếp với tôi Chị Trang không hiểu rõ nguyên nhân vì sao Victor Nguyễn lại nói lời này với cô vì Linh Đan mới là trưởng phòng thư ký Nhưng chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám Đốc Chị ấy buộc phải tiếp nhận Dạ vâng thưa Tổng Giám Đốc Victor Nguyễn nhìn qua Mai Vi Đang đứng bên cạnh Sau đó nói với mọi người Đây là nhân viên mới của phòng thư ký Mai Vi vội vàng lên tiếng Em xin giới thiệu Em là Nguyễn Mai Vi Là trưởng phòng thư ký mới Tất cả mọi người ngạc nhiên muốn rớt chồng mắt ra ngoài. Không phải Linh Đan mới là trường phòng thư ký sao? Tại sao cô ấy mới ra ngoài lại coi người lạ tới tự xưng là trường phòng thư ký chứ? Người đó lại đích thân tổng giám đốc mang tới. Victor Tổ Nguyễn không phản bác lại lời của Mai Vi lại càng khiến mọi người ngạc nhiên. Victor Tổ Nguyễn nói với Mai Vi. Bây giờ em vào làm quen với mọi người. Có vấn đề gì cứ hỏi chị Trang nhé. Anh đi tới trước mặt Nhung, cầm bảng tên của cô đang đeo trước ngực, sau đó nói với cô. "Cô Nhung sao?" Toàn thể cơ thể của Nhung lúc này như bị điềm huyệt. chỉ có duy nhất trái tim của cô đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Victor Nguyễn ở khoảng cách gần thế này. Từ trước tới nay, cô biết anh là một người đẹp trai, nhưng không nghĩ anh lại đẹp trai đến mức khiến cô như bị thôi miên. Cường mặt cường nghị của anh tinh xào đến hoàn mỹ, đôi mắt hai mí, Trước mũi cao thẳng đặc biệt là đôi môi mỏng hấp dẫn chết người kia. Thầy Nhung không nói gì mà chỉ nhìn mình, Victor Nguyễn mỉm cười. Từ nay cô có nhiệm vụ ghi chép lại những việc Mai Vi làm hàng ngày rồi báo cáo cho tôi. Rút lời Victor Nguyễn xoay người rời đi, để lại hoàng loạt dấu hỏi trong đầu mọi người nhưng không có lời giải đáp. Còn Nhung, hạnh phúc đến với cô quá bất ngờ cô chưa kịp tiêu hóa lúc trước cô chỉ mơ được đứng gần vị tổng giám đốc tài giỏi đẹp trai nhưng hôm nay cô không những được gần anh ở vị trí rất rất gần mà còn được anh mỉm cười được anh gọi tên cô cô đang đắm mình trong hạnh phúc thì chị trang đi đến vỗ mạnh vào vai của cô kéo cô quay về thực tại nhung ơi làm việc thôi nào tâm trạng của nhung cũng là tâm trạng của các cô gái trong phòng thư ký, Chờ chị Trang là người có gia đình rồi. Đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy Victor Nguyễn ở cự ly rất gần như vậy, đặc biệt là nụ cười đẹp đến mê hồn của anh. Anh Tài thực hiện lời hứa của mình, làm tài xế cho Nguyên Vũ một tháng. Hai người ngồi trong chiếc xe sang trọng, mạ vàng của Nguyên Vũ, đậu trước cửa chính của tòa nhà trụ sở chính tập đoàn Victory, đợi Victor Nguyễn xuống rồi cùng đi Thủ Đức bên ngoài trời đang mưa như chút nước nguyên vũ ngồi trên ghế phụ chăm chú nghịch điện thoại anh tài ngồi ghê lái hai tay gác lên vô lăng gương mặt tỏ vẻ nhàm chán anh há miệng ngáp một cái thật dài nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang đứng đón xe phía trước anh lập tức phấn chấn trở lại ngay anh vũ vào người nguyên vũ này 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 có phải linh đan đang đứng đón xe kia không nhở nguyên vũ bỏ điện thoại xuống rồi ngước mắt nhìn lên Cách xe của nguyên vũ một đoạn linh đan một tay cầm dù một tay cầm túi sách cô liên tiếp vẫy vẫy những chiếc xe taxi chạy qua nhưng không có chiếc xe nào dừng lại hình dáng cô mong manh trong màn mưa tưởng chừng một cơn gió mạnh có thể cuốn cô bay mất nguyên vũ nói với anh tài nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía linh đan chắc cô ấy ở nước ngoài mới về nên chưa quen với việc bắt xe công nghệ Nguyên Vũ mở cửa xe giữa lúc trời mưa xối xả, anh vừa đặt chân xuống đất đã bị nước mưa tạt một bên, ướt cả ống quần, nước mưa tạt vào bên trong xe khiến anh tài la toáng lên. "Cậu bị điên à? Mưa to như thế, cậu xuống xe làm gì?" "Có việc." Nguyên Vũ chỉ thốt lên một câu, rồi vội vàng chạy tới chỗ Linh Đan. "Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn" tập 3 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Thực sự là càng đọc thì Tâm An càng thấy câu chuyện vô cùng cuốn hút và hấp dẫn. Chắc là quý vị cũng đang rất tò mò vì tại sao anh chàng tên là Anh Tuấn lại có thể đối xử với Linh Đan như vậy Rõ ràng là có tình cảm với cô rồi, còn hôn trộm cô nữa, vậy mà vẫn đối xử với cô giống như một người xa lạ. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục đến với Linh Đan đây? Hình như là Nguyên Vũ và Victor Nguyễn đều có tình cảm với Linh Đan. Vậy thì chúng ta cùng nhau tiếp tục lắng nghe tập 4 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Hẹn quý vị vào 11 giờ trưa mai. Xin chào và hẹn gặp lại.